một ngày hôm nay tôi lên được chùa đây. Rồi nha, tôi tính cho tôi cả cái lá đơn tôi luôn. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc vì hòa bình thế giới vì tương lai con em chúng ta đại đồng hòa hợp kính gửi cha mẹ bác cõi ơn trên. Cách đây 35 năm con quý nhi thành thích phổ ứng chủ trì chùa Linh Quang Tịnh Xá đường Nguyễn Khoái quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Năm sau năm 1983 con được thành căn thầy cho con biết bàn tay lũ lông bánh lái cảm khôn của trời đất là con. Lúc ấy thầy đã chết. Rồi qua 33 năm sau, con có cơ duyên đặt được kinh của Pháp Sư Tịnh Không. Mà sau cuốn kinh có hình bàn tay nữ, lâm quả tịnh cầu làm trên đóa sen. Ngày 8 tháng 4 năm 2017, chùa Linh Quang làm đại lễ Phật đản. Hơn tiên đã cho phép con được in ra nhiều tấm ảnh đó và cho con được gửi đi các nơi để được mở hộ long hoa, mảnh đất lành. Mong cùng tất cả lãnh tụ Việt Nam và lãnh tụ cùng tâm linh của các nước trên toàn thế giới họp lại bàn cách hay nhất để thế giới này được vạn năm hòa bình. Chỉ còn là bốn chữ từ quy để xả bỏ hết thói tham sân si để cảm nhận được vui vẻ hạnh phúc vạn năm. Trong khi hành căn ơn trên đã cho con biết các bác các chú có đến nhà đón con ra Bắc để làm nhiệm vụ với đất nước và thế giới. Vật con kính mang luôn sự hợp nhất của thể cùng ba cõi để vũ trụ này phúc vạn năm. Con Nguyễn Thị Bích phát danh Thị Ngọc. Rồi sau nữa là tôi gửi cho các ông lãnh đạo của đảng này, kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư đảng Việt Nam, kính gửi ông Trần Đại Quang chủ tịch nước Việt Nam, kính gửi ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng nước Việt Nam, kính gửi bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch quốc hội nước Việt Nam, kính gửi ông Trần Thanh Mẫn chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, kính gửi ông Nguyễn Thiện Nhân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, kính gửi ông Nguyễn Thành Phong chủ tịch ủy ban mặt thành phố Hồ Chí Minh, kính gửi bà Tô Thị Bích Châu chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, kính gửi ông chủ tịch quận 4, kính gửi bà Diễm chủ tịch ủy ban mặt trận quận 4, kính gửi ngài tổng thư ký hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, kính gửi ngài tổng thống Nga Putin, kính gửi ngài tổng thống Mỹ, rồi kính gửi ngài Nhật Hòa, kính gửi ngài chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kính gửi ngài tổng thống Ấn Độ, kính gửi các lãnh tụ của các nước và lão trụ các đạo toàn thế giới. Tên tôi là Nguyễn Thị Bích, 66 tuổi, quê quán Từ Liêm, Hà Nội, nơi sinh Ngọc Hà, Hà Nội, hiện ngụ tại An, Đà Nẵng, thành viên phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nay là đơn này tiến trình lên các cấp lãnh đạo đảng, chính phủ Việt Nam và lãnh tụ tâm linh của toàn thế giới một việc như sau. Hiện nay tình hình an ninh thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Được phép của cha mẹ ba cõi ơn trên, tôi muốn được gặp mặt các lãnh tụ nước Việt Nam và lãnh tụ tâm linh của toàn thế giới sẽ cùng nhau họp lại để bàn biện pháp hay nhất cho hòa bình thế giới vạn năm. Hết đói nghèo là học, đó cũng là ý nguyện của Bác Hồ kính yêu Phật Thánh Chúa và tất cả đoàn người tiến bộ trên hành tinh này. Cuối đơn tôi xin kính chúc sức khỏe tới các ông bà của gia quyến, người làm đơn Nguyễn Thị Bích. Để lấy cái đơn cho anh coi ha, lấy cái đơn ha. Ý của cô là cô có hỏi gì? Cô xung lại. Kính thưa cha mẹ bác có em trên, coi con bị phát danh tình lọc, coi ngày 8 tháng 4 năm 2017 ở chùa Liên Quan xã chúng con có tổ chức là cũng Phật trạng. Và ơn trên đã cho phép con đi tờ này ra để đi các nơi từ đất nước cho đến các quay như là đạt tâm linh của toàn nước Việt Nam cũng như cả thế giới để cầu mong hòa bình vớt có hòa bình thế giới. Vậy là chúng con kính mang như sự hợp nhất của đạt hồn ba có cách để vũ trụ này hạnh phúc vạn năm. Con Nguyễn Thị Bích phát danh Thị Ngọc sinh ngày 8 tháng 10 năm 1961 67 tuổi. Con kính ơn trên cho con đọc thơ của thầy con. Ánh sáng chân lý chan hòa trụ đức tử bí bao phủ khắp muôn loài, thầy thích phổ ứng chùa Liên Quan Tịnh Xá đường Nguyễn Khoái quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thầy là Thích Phật Nguyện Thái Bắc Tông Bích Cư Nhi thầy thích phổ ứng. Hôm nay con duyên thì tôi lên đây, trước nhất là tôi kính lại lên trên, sau là sự
cảm ơn tất cả các thầy với tất cả các vị đây đã có ăn được các thành phần. Và bây giờ đây là không có lặng, không có gì hết đâu, thì sẽ được thành là đệ tử của Phật. Thì tôi cũng lần đầu tiên tôi lên đến đây thì đại ký của tôi là thần tiên cho phép tôi là thầy Thích Phổ Ứng là thành Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Coi như ở trong chùa của Linh Quang á có đề y bát chân truyền, thầy cho tôi biết bốn cái chữ đó. Thế nhưng mà bây giờ tôi lên cái phòng cấp vị ở đây là cái y bát, y và bát thằng ở Phật Thích Ca là có truyền đến tận bây giờ không hay là chôn theo Phật rồi? Có báo cáo y và bát thì cho lục tổ Huệ Năng chôn rồi. Bây giờ cái quyền ký ở đây là lục tổ Huệ Năng cho nghe thần hậu viết lại, do giữa tắc thiên cho viết lại 600 quyển thôi, rồi sau đó mới truyền cho các đệ tử của lục tổ đi truyền theo cái dòng truyền tông đó. Thì cái gì thế mà thế ơi, thời của Đức Lục Tổ Huệ Năng không có truyền nữa, mà chỉ là ấn chứng anh là thiền sư hoặc thiền gia thôi. Đó là cái ý đặc ý về y bát của Đức Phật. Đó là câu ý thứ nhất. Vậy ý thứ hai cô hỏi gì? Ý thứ hai. Dạ, thôi coi như là bây giờ thầy của em á, thầy Thích Phổ Ứng cho biết thầy là tán thành Đức Phật Thích Ca đi. Thế thầy cho biết là y bát chân truyền, thì nếu vậy là giờ là y bát của thầy truyền chứ không phải là Đức Phật Thích Ca truyền, phải không? Nghe cổ ý cổ nói á, là cổ là đệ tử của thầy một trăm Thích Phổ Ứng ở chùa Liên Quan Tịnh Xá quận bốn. Thầy đã nói á, thầy nó là đệ tử chân truyền của thầy Thích Ca, nghĩa là y và bát là trong thầy cái này cái bản này là thầy có cho tôi lại tôi nhìn mấy chữ đó là coi như là thầy cho bác tuyên truyền cho con, thành ra là tôi sẽ học khi bác tuyên truyền của thầy hay là Phật Thích Ca. Cái này đúng là nó nằm ở ngoài cái chương trình của Thiền Tông. Vâng. Thiền Tông bây giờ công bố quyền ký ra thì Đức Phật có dạy căn bản như thế này nè: tánh Phật là cái gì, tánh người là sao đó, rồi tu sao giải thoát, tu sao luân hồi, còn cái chuyện chân truyền thì nó nằm ngoài cái Thiền Tông. Thiền Tông ở đây không có chân truyền, mà đây là lân nữ nhận tập quyền ký giao lại cho ban quản trị chùa phổ biến ra. Vậy trước khi phổ biến ra đó thì ban quản trị có nói thế này: tất cả những người đọc quyền ký của Đức Phật thấy cái gì đúng thì tin, không đúng thì thôi. Là vì cái này nó không phải nằm cái bản gốc của Đức Phật, mà nó nằm cái bài dịch của lục tổ Huệ Năng. Mà từ khi mà Đức Phật truyền Thiền Tông đi á, thì nó đã qua 2000, tới hồi Đức Bồ Đề Đạt Ma là 1280 năm rồi. Rồi tới Thiền Sư Ni Đức Thảo mà nhận được này là 2500 năm. Có nghĩa là nó qua rất nhiều nhà dịch, học mình cũng chưa chắc bài dịch đúng hay sai. Vì thế mà đề nghị là xem cái này, Đức Phật nói là cái tánh Phật nó vậy có đúng không? Thứ hai, tánh người nó 16 thứ đúng không? Thứ ba, cái tam giới nó là như vậy đó, nó 16 trái đất, rồi 11 cái hành tinh dục giới, rồi 17 cái hành tinh vô sắc, hữu sắc, và 11 hành tinh vô sắc. Vì bây giờ căn cứ chỗ này muốn tu Thiền Tông rồi, căn cứ chỗ này muốn tìm hiểu thì phải hiểu như thế này nè: trái đất này nó luân chuyển thì gọi là luân hồi, đi một vòng trở lại 365 ngày nó trở về chỗ cũ và luân hồi. Vì nó quay cái luân hồi về là nó tạo ra cái nhân quả. Vì thế mà tất cả cái gì bỏ xuống đất, nó cây nào bỏ đất nó đều nó lên, gọi là đất sinh nhân quả. Con người của mình sống ở đây cũng vậy, sống trên cái đất là phải sống trên nhân quả. Vì thế mà mình ăn cắp thua người ta thì nhà nước bắt bỏ tù nhân quả, phải không? Còn mình muốn ở trái đất này muốn tu lên Đức A Di Đà thì nó có công thức của nó, có nghĩa là muốn A Di Đà thì anh phải làm phước cho nhiều,
rồi mơ mộng lên đó là cái gì, lên Cực Lạc sống. À, nhưng mà anh phải biết cái đường đi chứ đừng có nghe thầy đó cúng cho thầy để thầy đưa lên, có cái chuyện đó đâu. Mai mốt nè, mai mốt cái vua Trần Nhân Tông dạy tôi nói chỉ có cái câu chuyện mà của ông Quan Phủ Luân Viên á, dưới thời của Trần Nhân Tông á, ông xử câu chuyện là cầu vãng sanh. Năm trước cầu người ta lên Cực Lạc, năm sau nói gia đình mẹ ta ở dưới là cô hồn, thì ông đi thưa năm rồi ông hứa là cúng cho mẹ tôi lên vãng sanh, bây giờ năm nay nói với cô hồn là thưa thì người ta phạt ông đó. Cái luôn cái này gọi là luôn, nhưng mà biết thì nói, không biết thì thôi. Còn vấn đề mình chân truyền ai nói thì cái chuyện đó, nếu mà một Phật tử mà chân chánh á, đề nghị thầy cho tôi biết chân truyền như thế nào, ai truyền cho thầy à, thì mới là đúng chân truyền. Chứ bây giờ nó xin lỗi nhiều, bây giờ nhiều vị ở đây chân thiền sư mà biết giải thoát không, không ai biết. Rồi hỏi chứ thiền sư biết giác ngộ không, biết. Rồi có nhiều người nói hỏi nó có biết, rồi mà nói chẳng không đúng, mà nói còn ghi in ghi hình ghi âm lại chứ không phải không đó. Thành ra bây giờ thiền tông ở đây nè, đây tuyên bố rằng cái thiền tông có quyền ký với đi thiền sư đi đứng xảo giao lại, rồi đây mới viết ra xin hai nhà xuất bản đăng bàn, nhà xuất bản Tôn Giáo, nhà xuất bản Hùng Đức xuất bản hai mươi mấy ngàn quyển, tặng không bán, quyền ký không bán đó. Thì cái này là để phổ biến cho tất cả ai muốn tìm hiểu cái sự thật có được không. Thì trong cái pháp môn thiền tông này, ban quản trị chùa thiền tông Tư Diệu là cho hỏi tự do, không từng ngang một câu hỏi nào. Đây là không chân truyền, mà đây là căn cứ vào quyền ký trả lời chứ không phải là chân truyền. Rồi, xin cảm ơn đặt câu hỏi vậy. Cái ý câu hỏi vậy nó chưa, nếu mà thì cứ hỏi tiếp đi để trả lời. Thôi, mấy em đi nét câu hỏi để cho người khác hỏi chứ hết rồi. Rồi. Câu hỏi tiếp theo cho hỏi hồi nãy hai đưa cái tờ giấy này, tại vì ghi nhưng mà không có rõ cho nhắc lại được không? Kéo tập lại thì dài quá nên nào cứ lần kéo ghế ngồi này kéo lên này. Này xin lỗi, cái này là của ai giờ đây rồi để xin mời là hỏi á. Cô nói ngắn gọn cái ý thôi, con hiểu ý nhưng mà tại vì con yêu rất là khó hiểu. Dạ. Lên kéo ghế lên đây ngồi. Con ghế đây được. Nó ngồi ghế đây. Ngồi đây, kéo ghế qua đây. À, okay. Vâng, thưa thầy, thưa ban giám thị chùa và thưa tất cả các bạn. Hôm nay tôi có hai câu hỏi. Bởi vì từ trước nay là tôi có đến chùa thì tôi có gặp một vị thầy, thì có một vị đầu tiên ấy. Thì hôm đấy là trong cái sự thấy, nhưng mà trong sự nghe mà cái sự thấy thì chính mắt tôi được thấy thực tế. Có một vị thầy thì ông ấy ông ăn cái bánh chay sành, tức là ông đã lựa một số bánh chay bánh sành có cái giấy bóng bọc giấy bóng ấy, thì ông đeo về thì là ông đi lưới một lúc cũng không nước vào một cái bếp, thế là ông kéo ra ăn, ông ăn ông nuốt xuống dưới bụng nuốt thực tế. Xong thì cũng xin lỗi tất cả mọi người đây hoan hỉ. Thế thì lúc đấy là tôi đang ở đấy, là ông đã đi ra chỗ cái nhà mình chăn nuôi heo ấy, thì ông đã lấy một cái chén tô canh to đấy, là nó cũng còn cái bát nước đó, cái bát nước của heo nó thải ra, thế rồi là trong cái nước đấy thì lại có cả cái phần của heo ông uống. Thế thì ông đã vẫn nói chuyện với bọn tôi lâu lắm. Thế thì chúng tôi ngồi xung quanh thì không thấy ông có một hiện tượng gì đó, nhưng mà cuộc sống của ông nó rất chỉ là đạm bạc, ăn rất chỉ là đơn giản. Thế còn một vị thứ hai nữa thì
ngày 18 tháng 6 năm 76. Ông đã có thế khác một đôi ngón tay của cái ngón tay trái của cái ngón tay ông nhận của cái bàn tay trái. Cho đến tháng cho đến ngày 19. Thế thì bây giờ thì nếu như mà hỏi ngắn gọn thì con chỉ thừa thì con có trước đây thì con có đi con cũng là tu thể ra thôi, thì con cũng đến gặp thứ hai cái vị này cũng là tu thể ra, thì con đến đây thì con xin thầy để con tu thì con thấy thứ nhất là có một ông là thể hiện như nãy giờ là con có kể nó dài lòng, thì xin ban quản trị cũng như thầy là ban chỉ cho con. Còn cái vị thứ hai đó thì ông đã cũng không tu thể ra, nhưng mà ông đã chặt đi một cái đốt ngón tay, sau lúc mà một hai năm sau thì ông ý hẳn cái tay đây cái vị tu nhất đó, thì bây giờ tôi muốn hỏi cái gì tu nhất thì con hỏi gì tôi muốn hỏi cái gì tu nhất trước đi. Cái vị thứ hai thì từ thì thứ nhất thì con nghĩ rằng là đến bây giờ thì con mới gặp được cái pháp môn thiền tông này ở thân của thiền chịu này, thì con lại đi nhớ cái thời gian trước con đi gặp cái thầy ấy, con hỏi thầy này con được tu, thì con thấy thầy đã sao là cũng là một không biết là vì nó đã đắc thật hay là như thế nào thì con không biết, nhưng mà cũng đang là một con người, nhưng mà con thấy là ăn một lúc như vậy là cả một cái túi mạch chai bị sành vỡ, nhưng mà cái dạ dày ông nó không phải cái gì đấy mà lại cũng cả nước cổ dơ của con chút phần nó thải ra cũng không phải cái gì, thì con xin thầy là thầy giảng thầy con có biết cái gì bây giờ trả lời cô. Vì thầy tu mà bị chai phải không? Dạ. Rồi ăn phân phải không? Dạ. Cái chuyện của người ta thì tao mới không dính vô cái chuyện này. Nhưng mà tôi nói cho nghe, trên cái đất này á, tất cả các vị pháp môn mà tu mà này kia được chứng được cái này, được làm được kia là do vị thần quản lý. Dạ. Chứ không phải vị tông. Mà nói cho biết cái chuyện đó là của thần là chứ không phải thật. Chứ bởi vì ông Phật đâu có lẽ ăn miếng chay đâu, lịch sử đâu có ghi lại ông Phật đâu ăn phân à, mà ăn phân cái này là nói của mấy ông thần để ra quay với những người mà mê tín á, tại gì ta làm cũng được, cái này là gọi là thần làm việc, lão gọi là đạo thần, người ta không dám nuốt kiếm nuốt dao trong bụng được, mà cái chuyện ăn miếng chay chuyện nhỏ đó gì ta. Tôi thấy trong lịch sử mà đạo thần á, ta còn bay được luôn, chứ đừng có nói chuyện đi với bộ đi trên mặt nước được luôn, đó là đạo thần. Không mà bây giờ mình không có xe vào được của người ta, mà cái đó là người ta nói về một tí. Thì bây giờ tôi nói một con người bình thường á, không đỡ đổ 200 kg mà có ông đỡ đổ một mấy cả ngàn ký là sao? Thì ta chưa tu luyện thôi, gọi là những người đó gọi là tu luyện mới đạt được cái này, chứ không phải tự nhiên ăn được đâu. Mà bây giờ thiền tâm thì giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi thì nên hỏi cái này, chứ còn nói mà mấy ông mà tu được cái này được kia thôi của người ta mình được rồi. Bây giờ trong cái lớp này nó bốn cái đạo chánh, một là đạo Phật, đạo trời, đạo thần và đạo tiên. Ba là trong cái lớp này có bốn cái đạo như vậy. Đó, thì nhớ là thân mình đạo Phật, mà đạo Phật thì nó là chia làm hai nhánh nữa, một nhánh vật lý và một nhánh phi vật lý để thoát ra ngoài luân hồi, còn vật lý là đi theo cái dòng luân hồi. Đạo Phật nó cũng dính trong cái chuyện này, đạo Phật thì nó vẫn thăng tiêu độn thổ được mà nó không nằm ở trong cái vấn đề thần đó. Đạo Phật bởi vì tại sao nó có bằng tông, bằng tông là đạo thần, còn tịnh độ là cái đạo giảng sanh. Còn ở trên cái đất này thì làm những cái chuyện gì trên cái đất này thì nó cũng thành tựu trên cái này thôi. Thì giờ nên hỏi một ý, ông đã ăn miễn chay hay đạo Phật thì cái chuyện đó là của đạo thần, không mình không quên không bàn đến. Còn bây giờ thứ hai, vấn đề thứ hai là cái gì, cứ nói thẳng vô. Dạ, con là thầy tham vị, còn cái bởi vì là cái thầy trong thứ hai này là ông liên quan đến mấy cái câu mà thầy cứ bảo bọn em con á là các đạo hữu đi tìm cái pháp thiền đốn ngộ mà thiền đi. Thế nhưng mà cái vị thứ hai là như thế này, xin thầy hoàn bị và tất cả các phật tử ở đây, thầy vị thứ hai thì
nhưng mà cũng thấy nhất là bị nó sải bằng cái tay. Bây giờ tôi nói như là cái chuyện đúng rồi. Nhưng mà không. Không. Để tôi nói, cô nói đi thì tôi bắt được những câu nói là chuyện đúng hộ là đồng đồng nhanh, có người hiểu nhanh. Nhưng mà người ta nói giống như bà Thanh Hải đó là đây là tức khắc thay đổi, hỏi bà cái thay đổi bởi vì bà không biết giải thoát sao đâu biết. Mà bà dùng cái danh từ thôi, và tất cả những người ở tôi thấy cái giả đó là thiền đốn ngộ. Hỏi cái đốn ngộ cái gì, hỏi là ông biết cái tánh người đâu như thế nào không, không biết. Mà ngộ gì, có nghĩa đốn ngộ là hiểu nhanh, đốn ngộ là hiểu nhanh hay không. Nhưng mà trước bà không trả lời được thì nói chuyện làm gì mà cho nó đi dài dòng. Thì bây giờ cô hỏi thiền đốn ngộ, tôi nói là cái người ngộ nhanh, nhưng mà nói phải thực hiện được mới gọi là người đốn ngộ. Còn nói mà không, ta hỏi là không biết thì kể như là đốn ngộ bằng lời đó chứ không phải là sự thật. Giờ hỏi ý ba đi, hồi nãy là ăn miếng chay cái này đốn ngộ rồi, cái gì nữa nói đi là tôi sẽ bắt cái tội nào tôi trả lời cho nghe. Dạ, còn cái phần bởi vì là cái vị này là có liên quan đến nhà thiền, thể thầy nó có nói là vị nó có nói con là các đạo hữu đi tìm đi sưu tầm cái pháp môn của 36 vị Phật mà nói về Trung Quốc và Việt Nam, thế xong vậy là cái thầy này lại xả cái tay này. Thôi bây giờ nói chuyện Trung Quốc Việt Nam, đây là tu theo kiểu là trung thừa của Phật giáo và là lý luận bát nhã, nha. Nói chuyện trên trời dưới đất thôi, bằng cái đạo Phật, cái đạo thiền đâu là chỉ con đường trở về Phật giới và phân tích tại sao bị luân hồi, làm sao về Phật giới thôi. Chứ còn còn cái chuyện mà ba mươi mấy ông Phật ở ba mươi sáu tổ là cái chuyện đó là nói cũng vui thôi. Chứ 36 ông tổ thì không ông nào dạy giải thoát, tôi nói đây mang cái quyền ký đi mà không dám về thôi. Là sao? Là khi Đức Phật Thích Ca truyền thiền này là bảo là đợi đỡ khi trong cái diệu pháp đi qua đó nè, khi nào lên lửa tại đất rồng nhận được tập quyền ký này, cái người này mới được công bố ra thôi. Còn mấy ông là chỉ có người cầm giùm tôi đi theo cái dòng thiền thôi, không có nói được cái này. Đó, thì các bộ giống như cái anh đưa thơ đó, đưa từ chỗ này qua chỗ kia, anh cứ đưa giùm tu thơ đi thôi. Còn cái người mà quay thơ là cái người khác. Đó, thì ta hiểu Đức Phật là cái thì tâm của Đức Phật là vậy. Cái người công bố quyền ký ra là cái người khác chứ không phải là mấy ông tổ. Tại ông bồ đề đạt ma không có nên hỏi mấy, nhưng mà ông lẽ ông mấy ông nói một hai chuyện rồi ta giết ông. Muốn đâu về ông bồ đề đạt ma không có được quyền nói chuyện này, nói là vậy ta giết ông đó Phật. Rồi bao nhiêu tổ nữa chứ không thể. Mà bây giờ trong cái kinh diệu pháp đi qua thì cái phẩm 12 nói là khi nào con lửa nhận được này mất công bố ra đó, thì mình phải hiểu cái thiền tông là vậy. Còn bây giờ thì đó là theo cái ý rồi đó, thì đốn ngộ rồi bây giờ thứ bậc thứ tư nữa là gì, cứ nói theo cái ý thì giải thích cho nghe. Thầy con nghe thầy hỏi. Còn câu hỏi tiếp theo là cô Huỳnh Thị Thu Lan cư ngụ tại Cà Mau hỏi: một người đã được quyết vào thiền tâm rồi, khi chết bất đắc kỳ tử thì phải làm sao? Xin thầy công bố chi tiết thì cụ thể hơn. Bây giờ khi mà mình đã được quyết vào thiền tâm rồi đó, mình có muốn về Phật giới không? Hay là mình khi mà chết bất đắc kỳ tử thì khi mà mình chết từ từ cũng đi vào bất ngủ, chết bất đắc kỳ tử cũng vào bất ngủ, khi mở con mắt ra thì mới biết con đường đi. Mình phải có học trước, được truyền tiền để dặn dò như hồi nãy đó thì mới biết. Còn nếu mà mình muốn về Phật giới mình không có chút xíu công đức làm sao về, thì bắt đầu không có công đức thì chắc chắn thì dòng tộc các kéo mình trở lại các con ở đây với ba mẹ thì phải trở lại đi luân hồi chứ. Bởi quan trọng nhất cái ba cái điều của cái thiền tông: biết con đường về, có công đức nhiều, và thời muốn về hay là dòm cha mẹ ông bà thương quá trở lại. Nếu mình nhiều công đức mà thấy ông bà thì ôm lại thì không tiếp tục luân hồi tiếp, dù có bao nhiêu công đức cũng vậy. Cái đó là ba ký đó, rồi con hỏi tiếp đi.
Câu hỏi tiếp theo là con chỉ được nghe vị chủ nói là trong cái dòng thiền tâm này có một con thần chủ thế giới lúc nào cũng theo đạo của đạo Phật, thì nhưng mà con chưa hiểu hết ý rõ ràng thì con thầy giải thêm. Ở trên cái đất này thần á, thần chủ thế giới á, nó thẳng đường là ngựa đi Mã Lạp Sơn á. Thần chủ thế giới này lập ra bốn cái đạo như nãy tôi nói đó, lập cái đạo trời, đạo tiên và đạo thần. Còn cái đạo Phật ông không có lập, mà để ông Thích Ca lập, mà kêu Thích Ca về Phật giới ở đây tiếp quản luôn, thành ra được bốn đạo. Vì thế mà hiện giờ trên cái đất này bốn đạo chánh, còn tất cả đạo phụ là nó cũng biến tướng từ đạo tiên, đạo thần, đạo trời ra, chứ không có cái đạo khác hết. Đạo Phật cũng biến tướng luôn. Đạo Phật đâu có khi nào mà đưa vô chùa cúng, mà tại sao nhà chùa nào cũng cúng, là biến tướng vô thần sai bảo cúng. Bởi vì tao năng lượng ở chùa nè, cái cúng cho tao ăn, rồi tấu tấu cái tụng cho tao nghe cho vui tai. Đó là nguyên tắc chứ không phải là nói nè. Bây giờ mình nói sao? Bây giờ đạo Phật ông Phật cũng Thích Ca, ông có khi nào cầm cái mỏ đi đánh đâu, ông tạo cái kinh ông đang tụng đâu, hoàn toàn không có, ông có cúng ai đâu. Mà tại sao thì con nha, các đệ tử ông này cúng rồi xưng ta là Phật sống, Phật thánh thì đủ chuyện đó. Đó bây giờ thì thần đã nói thần chủ thế giới chuyên môn lập đạo, thần chủ mỗi quốc gia lấy đạo của thần chủ thế giới đem về quốc gia mình truyền bá, rồi ai thừa hành thần chủ dùng tiếp đi tìm hợp người mà muốn cho cái đạo này phổ biến mạnh thì thần thừa hành có bộ phận đi gieo rắc, đi gọi chỗ này chỗ kia để người ta cúng, ta theo cái đạo. Xin lỗi, đạo giống như là cái mình bán một món hàng này phải quảng cáo bao nhiêu, còn nếu không quảng cáo này đạo Phật cũng nằm ở trong cái nhà này. Mà bây giờ thiền tâm công bố ra là công bố đường về Phật giới, bởi vì tôi nói trên cái đất này anh vừa nhúc nhích Nam Mô là anh đã bị nhân quả rồi, anh vừa tráng cái chân lên cái ngồi thiền anh đã bị nhân quả rồi. Vì thế mà đạo Phật cấm không cho bất cứ cái gì sử dụng cái gì trong thế giới vật lý này mới gọi là đạo thiền tâm. Đây là cái đạo giải thoát. Nói đây cái phần ý này, cái người hỏi con hết chưa, mua hầm mua ấy thì con hỏi thiền. Dạ thầy, cái câu hỏi của con là lần trước con có nghe thầy nói là lúc mà Đức Phật nhập niết bàn á, rồi nhập niết bàn thì lúc đó Phật có kêu ông Cam Lâm tức là ý của con là có một lần con nghe thầy nói đó, là khi mà Đức Phật gần nhập niết bàn thì Đức Phật mới kêu ông thần chủ lúc đó, ông thần chủ hồi xưa thì lại mới nói chuyện của hồi Đức Phật nói là bây giờ ông có biết là ông chết rồi là ông đi gì đâu không, thì ông tặng ông không biết, cái Đức Phật mới nói là ông chết rồi sau này ông làm con trâu á, thì ông bữa con nghe thầy nói vậy mà con chưa có hiểu rõ lắm, thì thầy có nói là thì ông thần chủ này bây giờ muốn giải thoát thì phải theo cái dòng thiền này làm cái nhiệm vụ gì đó, thì con chưa có hiểu rõ cái ý đó là sao này. Cái câu chuyện mà giữa Đức Phật Thích Ca với thần chủ thế giới á, thì khi ông Phật Thích Ca gần nhận cái bà ông thì ông thần chủ thế giới á, ông nói là ông về Phật giới được nha, đừng có mang ai đi theo đó. Thì ông thần chủ ông Thích Ca nói đó, ta đã không làm gì được ta, nhưng mà tao muốn đem một vị Phật phải đem ít ra 5-10 người đi về Phật giới. Thì khi đó thì ông thần chủ thế giới ông đồng ý, ông đã cho mấy người đó đi đây, ông nói là khi mà ông đi rồi thì tất cả những người kia thì do ta quản lý hết. Thì ông Thích Ca nói thì cái chuyện của ông cái đắc địa của ông mà, thì ông muốn làm thì làm, chứ tôi đâu có cản trở. Nhưng mà nói cho ông biết là kiếp sau ông không còn làm con người được, xuống khi mà ông mà đã giàu dòng tộc mà khi trở ra rồi ông không mang cái nghiệp, ông sẽ làm con trâu. Thì ông kia mới hoảng hồn, thì mới năn nỉ ông này. Năn nỉ ông này thì ông này chỉ cho thôi giờ đợi, muốn làm tạo phước đức đi theo cái dòng tiền tâm á.
nhưng mà không phải cái gì cũng là tôi biết, cứ đi theo đường thiền tâm đi rồi sẽ biết. Thì cái lối này nói nè, bởi vì nói thật chủ thế giới đó không phải là một ông đâu, là vì một ông quản lý có mấy trăm năm thôi rồi tiếp tục, bởi vì thần sống ở 500 năm à, thì hết cái tuổi đó. Cái ông thần mà nói chuyện với ông Thích Ca đó, thì ông đó sắp mãn nhiệm vụ thần chủ rồi, đợi lúc khác lên ông này mới giao lợi của ông thần nữa, và bây giờ ông thế ta làm thần chủ thế giới đi, ta đi theo đường thiền tông. Thì cái này đây là cái cốt chuyện nó nằm trong bí mật thiền tông, không có nói ra được, nhưng mà là thế là biết gì thôi, chứ còn trên văn bản không nói được nha. Bởi vì bây giờ nguyên tắc tất cả những cái câu chuyện là giữa thần chủ, bởi vì thần chủ lập ra đạo chứ không có ông nào lập ra đạo được, còn mà bây giờ tất cả những thần chủ lập ra đạo là đạo phụ thôi, mà tôi cũng có nói đạo nào, nhưng mà tất cả những người đạo nhỏ nằm ngoài đạo Phật, đạo trời, đạo thánh, đạo tiên và đạo thần, tất cả đạo sau gọi là thần dung là hết đó. Là muốn mà ông cũng phải nương vào tiên như đạo nương vào đạo thần thôi, chứ không phải nằm ngoài cái này. Rồi có khi nào cũng nương vào đạo Phật. Tôi có nhiều vị là tôi xin được ông này ông kia ông nọ, nhưng mà đều hỏi vậy chứ bây giờ đạo Phật là đạo giải thoát, mời ông đi mời trả lời được câu đó, không ai trả lời được. Đây tôi nói về là cái vị này chưa chắc biết được, đừng có nói gì đó, đừng có nói là in kinh in sách tôi luôn hỏi giải thoát không biết. Có nhiều thầy cũng nói ở đây, khi nào ai hỏi trực tiếp tôi nói vậy, các năm bảy chùa năm bảy thiền viện hỏi giải thoát sao vậy, là sao? Này, tại lợi dụng mình mê tín, người ta dụ để ta lấy tiền ta cắt. Cái sự thật, nếu một vị tu chân tánh không khi nào làm chùa lớn, thứ nhất là sao? Đã ăn rời thế giới này mà ăn được chín cái chùa, làm sao giải thoát được? Đã dính rồi làm sao giải thoát được? Sở dĩ cái chùa thì tâm tới chịu để cắt ra là nó có cái mục đích của nó là có làm cái điểm tựa để phổ biến cái quyền kiến Đức Phật ra thì mới lập, chứ không phải mà chẳng là bởi vì trong này tất cả những cái hình ảnh khác không có, mà nói về thiền tâm không, những cái tác bản ghi là 36 gì đổ thiền tâm nói hết, mỗi câu mỗi đạo thế nào đó hết. Rồi bây giờ những cái bản mà ghi thì ra đây là nói những cái phần sự thật của cái đất này ra để cho người ta biết, người ta đến viếng chùa tự nhiên, chứ không phải cái chùa này cũng rất lớn đâu. Bao nhiêu đây là nói thật, trong dòng thiền tông, cái chùa thiền tông tới chịu này qua là lớn nhất trong dòng thiền tông. Cái 30 mấy ông tổ không ông nào sao ông trần nhân tông cũng lên trên ý tưởng làm cái một cái am ông tu chứ đâu có rời cái chùa đâu. Một chùa nào cũng cắt có chút xíu mà mình đỡ ngồi vô nữa thôi, mà giờ là phải là minh mông, nó sai cái nguyên tắc của thiền tông. Thành ra bây giờ thì hỏi thì tôi phải nói, nhưng mà nên nhớ rằng trái đất này thần quản lý, ông không làm gì cái chuyện của ông, còn mình ở đây đã chỉ ngồi ở đây mà nói vậy, nói được thiền tông là có cái nhiệm vụ phải công bố ra mới nói được, chứ còn không có nhiệm vụ nó đập chết luôn á. Rồi tôi hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo là theo quy luật âm dương thì phải có tinh tra và nằm mãn mạ thì mới hình thành một thai nhi hoặc động vật, nhưng tại sao những con cù mà nhân bản vô tính đó, được tạo ra trong phòng thí nghiệm không phải thông qua tinh tra mãn mạ, thì mong thầy giải thêm cái những cái vô tính đó, nó cũng công thức tinh tra bảo mẹ chứ không thể nó lấy từ con lừa, từ cái con cù được con cù cái nó bôn ra, thế làm sao mà không được không muốn âm dương được. Bây giờ con người sinh ra cũng vậy, nếu không có tinh cha nõ mẹ làm sao mà ôn thành một người con được, nó phải là nguyên tắc. Nhưng mà cái này là do con người tạo ra mà tạo theo quy luật âm dương, chứ không âm dương không làm sao sanh ra được. À, con cù nó cũng nằm ở trong cái thế này, từ cái sức thịt của mình, từ cái biến da của mình, nó vẫn là âm dương. Đó là cái người hỏi cái hiểu rồi, tất cả thì hỏi thiệt, tất cả gì là phải âm dương hết, từ con nhỏ như con vi trùng nó cũng là âm dương tạo ra. À, tuy nó là một đơn bào nhưng mà nó không phải là âm dương.
còn con kiến cũng vậy, tất cả gì nó phải theo quy luật tập trung đó. Câu hỏi tiếp theo là tánh Phật ngày xưa đó muốn một cái pháp thân lớn, thì cho nên là Đức Thế Tôn mới Như Lai mới nói là mua vô trong tam giới để tạo lòng đất, nhưng mà tại sao tánh Phật biết đường vô mà lại không biết đường ra? Tại vì tánh Phật ở bên Phật giới các siêu Phật hỏi chứ bây giờ sao Phật mà lớn tánh Phật nhỏ nó quấy vô trong thế giới loài người mượn cái thân con người tạo công đức, chỉ có công đức mới sản sanh được một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh dần chuyên thanh Phật thì mới vô. Nhưng mà cũng nên nhớ một điều, vô rồi cái tử của người mẹ là cái tử để chết, cái tử cũng là con, cái cung chết cũng là cung con. Vô nó tánh Phật vừa nhào vô rồi thì trên cha lẫn mẹ vừa cuốn, thì những người ông vừa cuốn theo, cuốn nó quay để thì nó quay ra cái ảo giác mà trong cái đó đã vô đã chết vì cái cung mẹ rồi. Rồi nó bị cái ảo giác của điện tượng dương nó quay, nó trở thành tám mươi bốn ngàn cái bông bóng ảo nó bao bên ngoài đó. Thì nói giờ nó thẳng nói giống như là tánh Phật mà vô rồi đẻ ra giống như mà một con người mà cho uống 100 lít rượu hết biết luôn đó. Rồi sao này, rồi đã không biết mà cái tánh người á, cái tánh tưởng tượng và tham muốn đi đây đi đó chứ không phải không là người nha, thì là cái gì là cái tánh Phật, là cái sự sống nó mới dẫn đi, thì làm sao nhớ được đấy. Mà bây giờ muốn nhớ nó đâu có cho đâu, nếu tánh Phật muốn về tánh người không sao, mà kể ông thần quản lý cũng cho được. Bởi vì vô đây thì nó mong đi ra, giống như mình tôi nói thật cái này, giống như những cái người mà làm cái chuyện mà buôn lậu ấy, mà vô có nhập cái bọn buôn lậu rồi dám ra ai ra đây, còn lâu mới dám ra, mà nó không được, nó chịu đó không cho được, mà phải làm sao cho ra, phải làm sao cái bọn buôn lậu á nó thả mình ra mình mới ra được. Còn bây giờ muốn cho tánh người ngã mình ra thì phải duy nhất phải có công đức thôi, công đức bao nhiêu thì nó mới buông được, còn phước đức là nó mừng lắm, thì phước đức đi nữa chân nữa ác đức cũng vậy. Thì giờ muốn trở về làm sao đây? Bây giờ tôi nói thật á, ông Phật ông nói trong cái diệu pháp liên quan nói này, tất cả những gì Như Lai nói ra thì phải suy nghĩ thật kỹ, mà đây không ai chịu suy nghĩ rồi, đâu ai chịu suy nghĩ đâu. Thấy ông cạo đầu mà áo vàng bắt đầu quỳ lại, rồi sao đây? Mình cũng ông Phật cũng tánh Phật, ông cũng tánh Phật, mà tại sao lại không? Mà những người nói là bây giờ ông nói tôi là thiền sư, dạ thưa thiền sư thì chỉ con đường giải thoát, con thiền sư nào dạ chỉ được không? Nó tại vì cái danh người ta thôi, của mình thì đã có cái óc gọi là nô lệ, không chịu tìm hiểu, nghe thiền sư mới bắt đầu quỳ lại đưa một thơ cúng, làm chi vậy? Anh thiền sư thiệt không? Tôi hỏi mấy câu, được, tôi quỳ tôi lại anh liền. Thiền sư hỏi giải giác ngộ sao không biết, nói chuyện trời ơi đến Phật, giải thoát sao nói chuyện định mây thôi. Nó bình bình, mà tại sao làm thiền tâm mà, làm con người thì phải hiểu cho rõ ràng, mình là cái gì, cái đối tượng mình là ai, ông thầy đó là cái gì, tôi cái gì, có giúp mình được gì không? Mình mới nghe, mình mới phục tùng người ta, còn đây không nghe, thấy cái là thấy cạo đầu mặc cái áo này, cái nhào ra lại, làm sao là gì? Thì ông Phật cũng nói đừng có, tụi con đừng có cuồng tính như vậy, cuồng tính, tính viết tầm 7 tầm 3 là cuồng tính, còn tính sai là mê tính, mà cuồng tầm 7 tầm 3 là cho chồng thêm ai cái đó là cuồng tính, mà ai là ai nói lợi là cãi lợi là gọi thuộc cái đại cuồng tính. Phật phân tích rõ ràng ba cái thế này, mà tại sao mình lại tử Phật mình không nghe lời ông dạy, ông đâu bắt ông lại ông đâu, hoặc quan hoàn bắt lại, nhưng mà ông biểu rằng tất cả cái gì thấy tìm hiểu cho rõ, đúng có tin không đúng được có tin. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là tại sao pháp thân Phật lại có lớn nhỏ?
tại sao một thấp hơn Phật hay là một kêu lên Phật, tại sao lại có lớn nhỏ? Thế này Phật cái kim thân Phật gì? Thì ở đây tạo được 10 công đức thì ra bởi bằng 10 công đức. Anh cắt cái nhà sao? 1 triệu cái nhà nó nhỏ hơn nhà 2 triệu, nhà 2 triệu nhỏ hơn nhà 5 triệu. Đó là nguyên tắc. Chứ cái đó là bây giờ phải ông nào tổng đức được, ông nào cũng vậy mà. Không được thì phải nói là ông có tiền lớn, ông có công đức thì kim thân lớn, công đức nhỏ, kim thân nhỏ. Cái đó là nguyên tắc. Chứ làm sao biết được. Thế bây giờ ở nhà thế gian này hỏi, chứ bây giờ ông giàu, ông gì, nó tu triệu phú, hỏi kia là gì, tỷ phú. Cái hãng này khác rõ ràng. Thì mình phải nói để cho nó rõ vậy. Thấy không? Cái gì nó vậy đây? Từ ông Phật có con người nó cũng vậy. Rồi câu hỏi tiếp này. Dạ, câu hỏi tiếp theo là tại sao Tánh Phật lại không biết cái nguyên lý hình thành một vị như Phật mà lại đi hỏi một vị Phật đã thành rồi? Tại sao cái Tánh Phật ban đầu á không biết cái nguyên lý hình thành một vị Phật mà lại đi hỏi một vị Phật khác để mà tạo công đức? Cái chuyện đó là đơn giản, giống như nít nó mới đẻ ra hỏi cái ba làm sao mà làm bác sĩ được anh? Các bạn muốn đạp xe vô trường mày học đi ra là bác sĩ. Thì cái gì cũng phải vô đây tạo công đức ra nó mới hình thành lớn. Tánh Phật ai cũng thấy được, nghe được, biết được vậy. Nhưng mà cái thân thể á, nó không có lớn. Vì thế mà cái ngoại hình nó không lớn, mới đi tìm cái ngoại hình lớn. Chính ông Phật cũng bị lỗi chỗ này, ngoại hình lớn. Mà đã đi vô đây rồi mới đi trở về mới thấm được là cái tam giới nó như vậy á. Dẫn cứu người ta ra thì phải cứu bằng cái gì? Bằng phương tiện ứng thân hóa thân để mà cứu người ta. Nhưng mà nổi cái con người đó, ông Phật ứng thân vô á, con người tưởng một cái câu chuyện tưởng nó ra được trăm muôn ngàn cái. Nó khổ là vậy, do cái tưởng con người. Chứ con người đừng có tưởng đi, thì ai cũng như ai. Mà tưởng được kèm theo cái tham nữa thì đầu thì nó biến tướng nha. Thành bắt buộc là anh còn lớn nhỏ. Hồi xưa cái tánh Phật nó vẫn biết, nhưng mà nó ở trong cái kim thân Phật nhỏ không đồng ý. Tôi muốn lớn như ấy, lớn như kim Phật. Tôi muốn lớn thì đi vào trong thế giới này nè, tạo công đức ra nó lớn. Vô đây nó đâu có ngờ là nó bị cái vui lượng nhân quả. Nó ra thành ra nó kẹt cái này. Cái này rất đơn giản mà đâu có gì. Con hỏi tiếp đi. Con hỏi là thưa thầy, làm sao để dứt nghiệp nhiều đời để giải thoát? Anh đâu biết chị. Lo bây giờ công bố quyền ký ra rồi học đi. Nhiều đời ông Phật đã nói một cái câu này nè. Mai mốt cái ông Trần Nhân Tông xuất bản cái Trần Nhân Tông có nói này. Có một cụ quan hỏi, có một đứa con muốn học giải thoát. Ông Trần Nhân Tông không được. Khi mà ông Trần Nhân Tông lớn á, ông chuẩn bị tịnh độ quán. Ta sẽ tịnh 660 năm sau quyền ký mới được công bố được. Còn mới được là cho phổ biến ra. 60 năm sau mới được công bố ra, có nghĩa là 720 năm sau. Muốn tu giải thoát 720 năm sau mới gặp được cái này. Vì thế mà từ khi Đức Phật Thích Ca nhập với bà cho đến khi đến bây giờ không nơi nào dạy giải thoát hết. Mà chỉ có là học để các chùa cho to, tụng kinh cho giỏi, cúng cho lớn, thế thôi. Còn qua không, bởi vì không có chùa nào dạy hết. Tôi nói cái câu này, bây giờ tất cả quý vị đi tìm bất cứ ai hỏi, nếu tu giải thoát sao? Nếu biết trước 10 năm chùa này đâu rồi, tôi cho đó. Trước 10 năm không ai biết giác ngộ giải thoát là gì. Khi mà sách của Thiền Tông nó bắt đầu nó ra thì nó mới hé mở ra lời giác ngộ giải thoát ra. Còn khi công bố quyền ký ra là mới 60% thôi. Còn 40% chưa đó. 40% nó nằm ở trong cái dạng là hỏi này. Nhưng mà cũng chưa nói hết đâu.
nó mà muốn nói hết cái này nó phải có giấy phép nói được, bởi vì nói có 10% thì nó đụng chạm toàn bộ hết. Câu hỏi tiếp, câu hỏi tiếp theo là thưa thầy, nếu con gặp nghiệp thì mình nên xử lý như thế nào để không bị luân hồi? Nếu như gặp nghiệp thì nên xử lý như thế nào để không bị luân hồi? Bây giờ mình thí dụ mình biết những cái nghiệp thì mình thôi trả đi, nhưng trả cái im thầm, đừng có cãi nghiệp. Giống như mình ở thế gian mượn ta 10 đồng đem trả 5 đồng không chịu, ta không chịu đâu, mượn tôi 10 đồng thì phải trả đúng 10 đồng. Giờ còn năn nỉ nhưng mà mình trả cái vui vẻ thì dường như là cái nghiệp nó không có. Còn nếu mình trả mà mình tức tối nó dẹp nó ra xong à, mình bị nghiệp. Bây giờ tôi nói thật là tới thế gian này mà có tại sao có người cứ bị hoạn nạn hoài thì cái đó là mình ông Phật cũng nói đời trước mình nói vậy, thông bên này trả nghe thôi cứ vui vẻ trả hoạn nạn kể đó, nó có đau đau kể đau rồi đó. Nếu tôi hết số tôi chết không sao, đây là cái tạm biệt rất tự tay. Nhưng mà bây giờ biết tiền tâm rồi tôi cứ tạo công đức đi, tôi không cần biết có tiền tạo tiền, có tiền không tiền không tạo công. Ví dụ bây giờ tôi không có tiền á, ở chùa người ta cho cái máy này mình đem đi sách này cho người này mượn người kia mượn, một người hiểu là mình có công đức rồi, người có quá đơn giản đâu có gì đâu không. Còn làm cái gì đừng, thứ nhất tu thiện tâm đem cái ngã dục mà sanh đi, đừng có đem tu đâu có nhà. Tu thiền tông mà đem cái ngã vô theo con người tu không được. Tôi là đệ tử ông này, đệ tử bà kia, ông này mà tu vậy, ông kia tu thôi không. Ông giỏi, ông có đi nói vậy, ông xin lỗi mấy ông thầy mà nói lung từ nào mà mấy ông nói giả vậy đó. Bây giờ ông giỏi, ông theo bản chùa đi, vô đây tôi dạy giải thoát này. Ông nào gian dám theo cái bản vậy, không dám nói. Bây giờ hỏi thiền sư tu sao không biết, nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Lúc người nào gọi trao cái mặt tôi vô đây tôi dạy vậy thôi, người đó mới gan mà người đó mới thiệt mà tôi tắt cho hỏi cái gì muốn hỏi gì thì hỏi, thì đó là mới là thứ thiệt. Còn nói xin lỗi có người làm chứng rồi có trọng tài chứ không phải là nói nó không. Còn tiếp gì con hỏi đã có câu hỏi có vị nào hỏi trực tiếp không cho ta xin mời à, xin mời cô. Cô lên ngồi đó. Cách đây 4-5 năm về trước con đã nhận được tổ sách truyền tâm. Khi con đã học thì trong đó mắt con đã rơi, nhưng mà sau đó con không có biết được là đi tìm. Nhưng nhận được rồi con đã nằm thấy một cái chùa trên đây. Nhưng thật sự là bữa nay con cần một tiếng đi lên đây như là giấc mơ của con, nên con muốn hỏi là lý do sao con đọc sách thì con lại khóc. Con biết là con khóc đây là khóc mừng hay là vì kiếp của con đã gặp trong cái cuốn quyển truyền thông này. Xin những chủ cho con biết. Nói đúng ra một sách truyền tâm á, nếu mà người nào mà có công đức sẵn đọc khóc á là sau đó là cảm ngộ, nó cảm ngộ từ cái công đức của mình á. Cái sách này nó được thì dương, đây là cái sách mà Đức Phật truyền cho đồng truyền tâm, đây là nó sự thật. Cách đây 2561 năm mới nói sự thật ra chứ không phải đơn giản đâu. Còn tất cả những sách mà đang viết ra thì đây là viết theo cái tưởng tượng người ta, nó không có đúng, thành ra không ai khóc đâu, phải vậy đâu. Bởi vì ta giống như mình, giọng tưởng tượng ra viết vậy thôi,
ha. Rồi có nhiều khi ông nói quá lớn nữa, ông nói ta là thánh, ta là thần gì đủ thứ đấy. Còn cái này không có xưng thánh xưng thần này, mà đây là nói bằng sự thật, mà nói rất khoa học và thực tế, chứ không phải mà đưa người ta tới cái mê tín. Bởi vì trong sách mới đầu viết ra là bảo là tất cả đọc cho kỹ, đúng mới tin, không đúng đừng có tin. Mà cô cảm nhận được đây là gọi là cô là cảm ngộ. Mà nếu đi sâu vô thì nó sẽ có những cái biển chiến, biển chữ rất lạ. Bởi vì từ từ nó sẽ tìm hiểu hết 10 quyển sách này. Rồi sau đó mới đặt thẳng những câu hỏi mở ra. Và hôm nay có cái việc mà nghe cái bài dặn dò để trở về Phật giới, cái người mà ta là bí mật thiền tông thì ta nghe ta hiểu, còn người mà chưa là cẩn nghe nhưng mà cái trình độ hiểu nó thấp, bây giờ chưa có nắm vững được thì nên nhớ là đi sâu vào, rồi có thắc mắc những gì cứ chủ nhật đến để hỏi, ta sẽ trả lời cho. Đó, mình nên nhớ đặt câu hỏi phải đặt ngay vấn đề, đừng có đi lòng vòng. Chứ đừng có đi học chồng đó, tôi theo ông này và kia được mất công chuyện đó, tôi nói là cái quyền ký vừa công bố ra đây thì mới chỉ một đường giải thoát. Trần Nhân Tông hồi xưa cách 700 năm ông còn chưa dám nói cái này, người ta hỏi ông chưa dám nói, ông nói cái này phải gì được không? Mà trong cái diệu pháp hôm qua đã chứng minh rằng khi nào lông nữ nhận đặt quyền ký mới công bố ra thì lúc đó thiền tông mới là chánh thức ra đời, công bố mới chính thức ra đời. Chứ còn nếu mà thiền tông không phải chính thức ra đời, xin phép là hơn nhà nước đâu, nhà nước cho công bố ra đặt là, chứ không phải là không đòi. Nó phải hiểu vậy. Còn bây giờ trả lời cô biết là cô đọc mà cô có cảm xúc thì đó là gọi là cảm ngộ, nên cố gắng đi theo, muốn giải thoát đi theo, còn muốn tham gia đình quá tao đứng đầu. Trở về gia đồng đi, trở về dân tộc đi tiếp. Nói giờ tôi chưa tới, chưa tới chỉ là hôm qua tôi lên tôi chơi 100 người chúng ta rồi. Ta đợi cho Phật sao. Thứ hai nữa là con muốn hỏi nhiệm vụ là tại sao con không có nhớ được những cái bài mà đã con học thì con ít có nhớ lắm. Con mau quên đi. Con không biết cách nào để mà nhớ nhờ chuyện chủ của nhà con. Sách mà quên thì nó có lý do này. Nói đúng ra đó, trong cái con người mình ăn nhiều thì đọc sách nó khó nhớ, mà trong người dương nhiều thì mà đọc khó quên. Cho tạo sao đem cái dương vào trong cái bộ não mình thì đọc sách rất là rất dễ nhớ dài. Còn nếu mà âm nhiều quá, âm là tối nè, đồ xấu cái đồ nhận. Còn cô mà cô bỏ vô bóng tối á, cô muốn đi tìm là tìm được mò không à. Còn cái đồ nhận mà cô bỏ vô trong cái chỗ nó có sáng trưng, cô không thấy ra là bóng ra là đó là nguyên tắc vậy, hiểu không? Chứ còn có cách nào á, tạo chưa nhiều thì nhớ dài, tạo âm nhiều thì mau quên, nó vậy thôi. À, hỏi thế đi. Xin mời vị tiếp theo hỏi. Xin mời anh. Dạ, thưa thầy, cho tôi hỏi một câu là người mà đạt được Phật tử thiền tông, chưa được chuyển bí mật thiền tông mà quyết tâm trở về Phật giới, tạo nhiều công đức và nghe được cái công đức chuyện về hàng từ cái tiền người này kiếp chết mà chưa được chuyển bí mật thiền tông thì có về được Phật giới hay không? Hiếu chỉ thì đâu, và nếu có cái duyên mà người ta dặn dò biết cái này cố gắng nghe về được ha, cố gắng nghe sẽ về được. Nhưng mà nên nhớ là phải có công đức nè, còn không công đức mình mở con mắt ra là nó ám liền, thành nó ám không cho mà đâu. Công đức là tại sao khi mình mở, khi mình chết mình mở con mắt ra là bắt đầu
tái sanh một cái kiếp sau đó, nếu mình có công đức nhiều, ông thần không dám rời mình nghe được cái lời dặn dò thì mình biết được về thì về được. Chứ còn nếu mà mình nghe mình không có công đức, không đó ông thần ông án rồi, ông đâu có cho mình ra thoát đâu. Mình nhớ phải có công đức nó sáng, nó chiếu sáng. Chiếu sáng nó có hai cái công dụng, một là nó làm cái lực rơi của công đức, nó làm cái lực rơi về trung tâm địa hành của mình. Có hai nghĩa là ông thần không dám lời gần, mình mới tự tại được. Chứ còn mình biết cái công thức rồi nhưng mà mình không tự tại còn lâu mới thoát ra được. Bởi vì cái đất này có ông thần giữ, trước khi Phật tánh vào đây mượn thân và tánh con người thì thần chủ thế giới bảo là trưởng trưởng dòng tộc đó nè, đề cử một ông thần quản lý cái tánh này nè, đi đâu đi theo. Giống như mình đi định cư nước nào vừa qua thì bắt đầu cái người có nhiệm vụ mình theo dõi mình có hoạt động thế nào đó. Nó hoạt động theo suốt đời mình theo mấy đời nó dưới điều kiện biết phải có công đức. Công đức không phải bắt buộc mình phải làm sao để có công đức như thế này. Tôi nói này, bây giờ chùa Địa Tông nó in ra rất nhiều sách đó, là đi xin mỗi người mấy bộ đem về mở cái thư viện thôi. Họ mở cái nhà cho một sách chút xíu thôi, 10 người đổ được 10 người đã lên bí mật Địa Tông được cái diện dương vậy. Hải triều dương rất dễ. Còn nếu mà không có chút xíu nào thì khó lắm, là ta thoát được cái tay ông thần này mới được. Đó, hiểu không? Thắc mắc thì còn lại đi. Dạ, trên mạng thì tôi có nghe thầy nói là đường tu Thiền Tông và khi thấu triệt thì phải trải qua 12 đời Phật, đời thứ 13 thì mới gặp lại Thiền Tông. Vậy thì tại sao không có gặp lại cái thời như bây giờ mình chết thì biết sao mình gặp lại và phải trải qua tới 13 đời Phật? Bây giờ một thể của bây giờ mà thế này, bây giờ chẳng hạn như bây giờ Thiền Tông ra đời đó, mình học tu gì, mình mê A Di Đà thì niệm lên đến 10.000 năm, thế này qua thế này có 300 năm đã mất rồi. Thiền Tông công bố ra không quá 100 năm đã mất rồi thì phải đi một chồng nữa. Lời cái tế cho ông Phật tiếp rồi là cho ông cái ông gì hồi lúc qua đó rồi hỏi cho 10.000 năm ta. Bây giờ khi nào này chấm dứt cái này nó đúng là 3.000 năm Đức Phật nói Pháp Môn này, 3.000 năm sẽ chấm dứt. Mà bây giờ mình được 2.561 năm rồi thì chỉ còn 400 năm nữa mà nó kéo về 100 năm. Bây giờ cái mình lên A Di Đà thì mình sống 10.000 năm rồi trả lời còn không? Nó chặt lắm thì bắt buộc phải đi một vòng nữa. Mà cứ một vòng vậy á còn có nghĩa là giống như thường 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 đi một vòng thời gian rất nhiều nó mới sạch kêu mà ngang hà được. Mà bây giờ có không chịu hay còn mê đi lên để chơi thôi thì chịu có đi, mà nó đã nó lệch một muối rồi đó ha, có thể 100 ông Phật ra đời chưa chắc đã trúng một con rồi. Thế hiểu không? Không hiểu thì hỏi tin. Dạ con hỏi câu nữa là ở trên Phật giới thì có nhiều vị Phật lớn nhỏ khác nhau, vậy thì cái sự hiểu biết của những vị Phật lớn nhỏ đó nó giống nhau hay là khác nhau? Tánh Phật và tánh thì nó cũng bằng nhau hết, nhưng mà nếu cái Phật nhỏ đó thì anh chỉ bằng anh được quyền phân thân tới trái đất ngày xưa anh ở thì mới giúp người ta thôi. Còn nếu mà Phật trung đi thì đưa vào tiểu thiên thế giới, có nghĩa là trong vòng 1.000 cái tam giới anh được quyền đi tất cả đi trong đó. Còn nếu mà Phật lớn nữa thì anh đi tới là đại thiên thế giới. Thì đại thiên thế giới như thế nào thì tùy theo cái mức, giống như bây giờ là người nói là chủ tịch nước thì đơn vị đi đâu, đi toàn quốc, tỉnh trưởng đi đâu, đi trong nước đó thôi, ở đi trong tỉnh đó thôi. Còn quận trưởng đi đâu thì đi trong quận đó, xã trưởng đi đâu thì ở trong xã. Là cái lực cái đẹp, cái quy lực cái đẹp. Thì còn
Hoài tiếp đi. Dạ, con hỏi một câu cuối cùng là khi mà mình làm lễ chuyện này cho đến chuyện này có một vị Phật đó phân thân đến chứng minh. Vậy thì vị Phật đó phân thân chứng minh bằng cách mà vô bằng hay là mình sẽ thấy được để biết được. Tất cả gia đồng lộ của Bồ Thiền Tâm mà Phật ấm định thì còn có nhiệm vụ phổ biến ông phải hiểm trợ ông phân thân tới, nhưng mà trong sách nói vậy đâu chứ chưa thấy mà ông ra. Thì một tất cả một cái đống đô nào mà của Thiền Tông đóng thì một vị Phật bắt buộc phải đến. Tại vì cái này là ông sai người ta làm, sai con người thế gian làm thì ông phải tới chứng kiến có làm trúng làm sai không. Thấy không? Nói là Thiền Tông phổ biến không lấy tiền mà đưa cúng nó bỏ tay ra thọc rồi tao chết, tao chết không có được. Ông có đủ tâm tài lực ông mới mở Thiền Tông nè, còn ông không đủ tâm tài lực đừng có chịu, đừng có khéo đánh những cái Thiền Tông này. Nó phải là phải rất là rõ vậy. Hỏi tí đi. Rồi có việc là đặt hỏi nữa mà. Tên ngồi đi chút. Thưa thầy, con xin hỏi là tại sao tánh Phật vào tam giới ba cái đất và vào dòng tộc để làm công đức trở về Phật giới, rồi ngược lại khi mà trở về Phật giới cũng phải vào trung tâm vận hành luân hồi. Như vậy cái trung tâm vận hành luân hồi này nó có mấy chức năng và tại sao phải theo cái quy luật đó, xin thầy giải thích. Giờ có hiểu cái tam giới chưa? Mình cái tam giới là cái đỉnh trên nó đi xuống suốt từ Bắc chí Nam giống như cái đất của mình, nó dễ hiểu không? Thì cái tam giới nó quay vòng tròn này, mà cái đỉnh của nó, cái chữ trung tâm của nó không có quay, mà muốn đi vào cái thế giới loài người này nè, anh phải vào cái hải triều âm á, nó đi vào tới sáu cái đất của loài người, bởi vì tới đó là nó cản lại, nó cản những cái lưng của mặt trời, lưng dương của mặt trời không thể đi xuyên qua mặt trời được, nó phải chiếu rồi tới đó đó. Hên xui nếu bây giờ anh đó vô thì vô nên làm như phù đề đó nha, chứ có nhiều người phải vô rồi bắt con trâu đang thì con trâu dở thì nó khác vô đây được, nhưng mà cái tâm giới không có sanh ra cái quy luật nhân quả mà nó sanh ra cái quy luật luân hồi thôi. Còn trái đất nó sanh ra cái nhân luân hồi và nhân quả, vô trái đất này nó bị nhân quả, nhân quả thì nó mới đi theo cái dòng hưởng phước hoặc là bị ác mà nó vô nhân quả. Trái đất là nơi sanh ra nhân quả, cũng là sanh ra cái nơi luân hồi, nhưng mà luân hồi nhỏ hẹp hơn cái tam giới. Tam giới nó sanh ra cái luân hồi. Bởi vậy mà tại sao cái dòng thứ tư nó quay một vòng gần 100.000 năm so với cái trái đất này. Còn mình ở đây trái đất này sanh một vòng có tầm 365 ngày. Vì thế mà con người sống ở đây tuổi thọ cao lắm là 100 năm. Chứ mà phước đức đủ thì 100 năm, một phước đức có 50 năm thì 50 tuổi thôi chết. Đó, đúng theo cái quy định nhân quả đó. Rồi bây giờ vô đây thì cái quy luật nhân quả thì nó gồm có là vô tử cung người mẹ là phải quên hết, tử là chết, cung là cái cung chết, vô quên hết. Rồi nó đã có quên rồi, nó bao phủ 16 thứ tánh người nó quay, rồi địa tượng dư nó quay, rồi con bóng máu nó tuổi rồi. Thì cái người mà ngồi ở trong nó giống như mình ngồi ở trong cái lòng đi, ở ngoài nó bao một số lớp vậy, cái người ngồi đó biết được không? Hoàn toàn không biết, mà đi theo cái cảm ứng của cái dòng mạch, cảm ứng cái dòng mạch cái tánh người, cái tánh người là tánh tham mà, rồi tưởng tượng. Bây giờ tôi nói là đã tu theo đạo Phật rồi, là tu đạo giác ngộ giải thoát, mà không có thầy nào dạy giác ngộ giải thoát, mà chỉ làm cái này có phước, làm cái kia có phước, các tộc các chùa to có phước bảo ông ngài tổ mình chứ là phước gì đó, các chùa để đưa chồng ngang cho cái okay. Nó xin lỗi á, càng chùa càng lớn thì mấy ông mà đủ tiền cái chùa nó có chừng, anh
gieo nhân quả quá lớn như vậy. Bởi vậy thầy lý tất cả những người mà các chùa lớn hoàn toàn truy chết thế nào được, tôi chứng minh luôn. Bây giờ để gì tất cả người được tưởng là các chùa lớn đều đám ma thật to coi chừng, bởi vì cái này đã gieo nhân quả quá lớn rồi. Đạo Phật thì đâu phải đạo này, đâu phải đạo xuất. Đạo Phật là thoát ra ngoài này giải thoát, nhưng mà dòng thật giải thoát không có chịu thoát, dính cứng ngắc luôn, đeo một mang là đeo mang là mang áo đồ ngủ vô khoe là ông này bà kia đi nói chuyện trên trời đó khỏi vậy, chắc bộ giải thoát xong đi. Thì mình suy nghĩ đi, rồi cái kết quả như thế nào? Mà giờ thiền tâm nó dám nói cái này, chứ nếu mà không thiền tâm không ông nào dám nói cái này. Nó thật. Bây giờ thiền tâm ra đời, bởi vì tại sao đường tổ cái đó? Thiền tâm ra đời phá tà tâm. Tà tâm là cái gì chứ không? Không phải giác ngộ giải thoát là tà hết. Rồi bây giờ suy nghĩ anh tìm đi. Anh tìm thử còn có ông nào mà không phải là tà. Cúng là phải tà. Ông Phật đâu biểu cúng bây giờ cúng. Là tà chứ không biết. Ông Phật đâu có bỏ, biểu bỏ bỏ, cho mình bỏ để cầu ta. Nó bây giờ nó ra là nó phá, nó hết những cái chuyện mà của người thế gian là. Mà cái này mà phổ biến ra nhiều quá, thì mai mốt cái chùa này cũng bị đốt sớm thôi. Sao? Là hỏi tiếp đi. Dạ. Như vậy cái trung tâm nhận hành luân hồi đó, nó có phải là nó nằm ở dòng hoàng đạo thứ năm như thế này? Bây giờ con nắm cái này nè. Bây giờ đó đừng phải điều âm như thế này, nút vô nút tới cái đất nó quăng vô rồi đường cái đất này nè, anh phải biết con đường đi ra, nó không có đường đi ra mà chỉ có nước là anh là sao tạo công đức nhiều, tạo công đức nhiều thì cái công đức này nó mới rơi vào trở về trung tâm nhận hành luân hồi của được của đồ dương á, thì ra đó đó thì cái vỏ bọc tánh Phật á, hoặc cái vỏ bọc tánh người á, khi mà vỏ bọc tánh người cái thân tứ đại anh mà nó bị rã ra đó thì nó biến trở thành là cái gì, nó biến trở thành là trung ấm thân. Trung ấm thân trong đó nó chứa cái gì, chứa thuốc giảng sanh, chứa ác ở trong cái đó, chứa công đức rớt ra ngoài này, rớt đi vào trung tâm thì nào người hồn sẽ đi ra họ nguyên tắc thì có hiểu không? Khi mà bố mới là trường mặt thầy công bố ra ở cái điều thứ hai nói tấm tập từ Phật giới đi theo cái con đường để vào lành để tạo công đức trở về Phật giới trở lại, thì theo con suy nghĩ không biết có đúng không, nhưng mà đúng là xuống con đường nào thì trở về con đường ấy mà ngược chiều lại, có phải theo nguyên tắc đó không ạ? Tinh thần đi vô được ở vùng Bắc vô thế đó, nó nguyên nó bị luân hồi nó quay, nó nguyên đã rồi, chừng nào mà muốn mà vô đó, còn nếu mà cái gì nó kẹt hết. Tánh Phật mà do mà mượn thân người là tạo phúc dương thì nó đi vòng ở trong cái tâm giới không lên các con trời, mà nó còn tạo phúc âm thì nó ở trong cái đất, mà nó tạo ác đức thì cũng nằm trong cái đất. Còn bây giờ nó muốn thoát ra được á thì cái phước đức và cái ác đức nó không có, mà nó chỉ có công đức thôi. Công đức tại sao nó rơi nó vào trung tâm nhận hành để nó trở ra được là gì? Cái vị thần mà quản lý nghiệp của một mỗi cái người á, nó không lợi gần mà đương truyền thì là mới biết được cái dụng gì dặn dò nhắc nhở thì nó mới rơi vô trong đó. Hồi nãy thì anh nghe vừa chút xíu anh xin lại mấy cái người mẹ dũng nè, xin lại ha nghiên cứu kỹ này nè, thì tới đó rồi đó nó rơi kể đó, nó rơi thì trong lúc mình nhận thấy cái nó vầng sáng lên không á, nhưng mà nó có cái vòng bảo vệ đó, là vợ chồng bảo vệ đó và là cái chúng bản thân á của điện tử, như khi nào mà nó rơi tới khi nào nó vòng bảo vệ nó mất đi là Phật nhãn mở ra, Phật nhãn mở ra nó nhìn thấy được tam giới này, rồi nhìn xuyên qua được nhiều cái tam giới nữa, vừa thấy như vậy là điện tử chưa có đại cái gì nhá, dần ra về Phật giới rồi đó, phải hiểu
Rồi về Phật giới thì đã nói rằng thì mình có công đức chưa đẩm thì tự nhiên nó định hình ra ngôi nhà Phật thân tham thiên lên Phật là cho cái công đức này. Giống như mình ở thế gian này mình xây nhà, cái gì chất liệu, vật liệu gì mới xây cái nhà, có cái đó mới xây được. Chứ còn muốn xây nhà mà không phải vật liệu xây nhà không cũng được. Thì một kim thân Phật và một ngôi nhà Phật thân nó phải xây dựng bằng công đức. Chỉ công đức nó xây dựng này, rồi phước đức thì ở trong cái tam giới, ở trong cái đất và phước đức dương thì ở trong cái tam giới các loại trời đầu tiên, còn cái phước đức âm thì nằm ở trái đất này là ai? Mong toàn thần hay là người quản lý thiên hạ, giàu sang nó như quý thiên phi là được, chứ nghèo sao là tên, nó phải hiểu vậy. Thì mỗi cái nó sẽ riêng, công đức về Phật giới sử dụng, phước đức dương lên quả trời hưởng, phước đức âm làm thần, làm người giàu sang, ác đức thì thôi trả nhân quả, hiểu chưa? Xin mời vị tiếp theo là câu hỏi. Không có cái kim thai á, thì cái thai đó nó mất, thì có cho mà cái kim thai đó có phải là cái Phật tánh của mình vào đó không thầy? Bây giờ một con người thì ra đây nó cái nghiệp của mình có nhiều khi nó sống có mấy giờ, trình sống 2 ngày 3 ngày 1 tháng, đó là cái nghiệp của nó. Đây là do cái nghiệp của một cá nhân. Chứ có nhiều đứa tại sao mới sinh 2 3 ngày đó, 2 3 tháng đó, 2 3 năm đó, 2 3 chục năm đó, 100 năm đó, thì cái là do cái nghiệp. Nên cái nghiệp do cái nghiệp thì phải của mỗi người, cái này không đi sâu vào được. Thì ông Phật nói vậy mình hay vậy thôi, nhưng mà cái thiền tâm này chỉ cho mình cái cách đi ra. Tắc mắc cái chuyện thiền tâm này chỉ cái cách đi ra, làm sao đi ra khỏi cái này, đi ra khỏi cái quy luật nhân quả của cái đất này, đi ra khỏi cái quy luật hưởng phước của các loại trời, hưởng phước âm của ở làm thành và làm người. Tại vì nhiều người ấy, họ tuy tố được 1 2 cái là ra quê thì nhưng cái đó là cái âm phước âm, ngồi thiền giỏi tưởng ngồi thiền giỏi nhưng mà bật suy nghĩ 5-10 phút nữa rồi giỏi thật là ám chứ có gì đâu. Cái đó là cái nguyên tắc nơi thế giới này. Bởi vì có nhiều người thành a la hán đi quê cùng là cùng sớm mà không hiểu a la hán ở đâu làm cái gì. Rồi thiền sư là cái gì, ra ban luôn sư thiền sư đủ chuyện á, nó dở đạo Phật là đạo giác ngộ vậy đó, là không chịu giác ngộ, không chịu giải thoát mà ngồi đây đi so sánh cái này so sánh cái kia đó, hiểu chưa? Hỏi tiếp đi. Thưa thầy, cái thân của người á là do cái tướng đại cho tạo thành, thì cái tướng đại là đất nước gió lửa thì cái thể nó giống nhau á, mà sao sanh ra con người á có người đẹp người xấu, rồi có người nam người ấy, thì thầy chỉ cái con người cái này nó gọi là biệt nghiệp. Bây giờ nói thầy là anh đục một cái kim bộ kỹ sư đi, anh chế tạo ra một chiếc xe, nếu mà đưa rồi sắt thép tốt á thì anh chứa ra xe nó đẹp đi, đưa thuế thẩm rồi đó định chế ra xe nó sống có vậy không, mà đưa ra thẩm đúng cái phẩm nó chế sẽ ra còn tệ hơn, thì cái đó là quy tắc, đó là cái nghiệp. Cái nghiệp là nó đưa tới từng, bởi vì cho nên cái nghiệp của mình nó cấu tạo thành từng tế bào một, chứ không phải nhỏ đâu, từng cộng lông từng một tế bào nhỏ thành nó mới biết. Ông Phật nói vì cái biết nghiệp này mà nó mới sanh ra con người xấu, người tốt, người cố, người dễ, người trắng, người đen, người cao, người thấp, là nó do cái biệt nghiệp của một người. À, chứ còn nếu mà anh mà có phước đức rất đầy đủ, sản sinh một con người rất đẹp, còn
50% phước, 50% ác thì thôi nó cũng rơi được vậy nha. Đó, còn nếu mà mình bởi vì tại sao mà có nhiều người sanh ra nó khổ thì tại cái cái nghiệp đó thì phải chịu thôi. Đạo Phật không nói gì thôi, không phải chi cứu đâu thì thêm chút tiền ông Phật nói tại vì cái nghiệp thì mình biết cái nghiệp cái thôi. Còn bây giờ mình so sánh tình hiện tại này, bây giờ ví dụ một gia đình người ta đi làm công nhân tháng nào ai cũng 10 triệu nhau, mà tại sao kia nó xuất phải mà cái người này chết không được đó. Nó tặng không biết cân bằng cái vấn đề sinh hoạt gia đình, chứ ta 10 triệu cũng vậy, mình 10 triệu vậy tìm theo à, mới 15-20 tay hết đường hết chạy hết nên làm tại mình đó, mình làm sao mình cân bằng được do cho mình. Hơn nữa là nếu con người mà ai lạc quan sống thì tôi thấy gia đình mình rất hạnh phúc. Còn cứ ông nói việc ông nói gà bà nói gì thì thôi gia đình đánh lộn quả. Đó là cái nghiệp của một người tới giao nha, giao nhân quả sao là phải giao nghiệp với nhau. Đòi hỏi tới đi. Thưa thầy, con hỏi ví dụ như con sống tới 80 tuổi con mới về mới mất, nhưng mà bây giờ mới 60 tuổi con đã vào cái bí mật thiền tâm thì cũng con chứ tôi biết đâu nữa, tôi mới dám định chứ, mà tôi biết đâu biết rồi thôi, giống như biết đường đi rồi. Giờ ta bắt đầu tôi muốn đi đâu á, sáng nữa tôi mới đi, mà giờ tôi đi sớm, tôi bất tiện, tôi ra tôi đón xe tôi đi được. Còn ai không có đồng bạc rồi cũng biết đi, ra tôi đó đi bộ và cùng chết nữa. Nha, cái gì cũng phải hiểu, từ hiểu công đức phước đức trưởng, cái quy tắc đó, đó. Mình hiểu vậy mới gọi là người giác ngộ, rồi muốn tỉnh lúc nào tỉnh. Còn nếu mình không hiểu, mình tỉnh sớm là mình nghe ta tỉnh khoái đó, mình cũng tỉnh, coi chừng. Đó, bởi vì có người nói ra rồi, bằng gia tỉnh thấy cũng vui quá, có người ta đưa nước kiểu tờ thì cái tỉnh tin, có ai đưa không? Mình được tư cách vậy mới được, còn mình không đủ tư cách thì thôi. Ở thế gian này, tất cả người chết là để, sau cùng là để làm gì? Để làm cái đám ma cho con. Tất cả người thế gian nó vậy, muốn ở có bao nhiêu người đi và bao nhiêu trải qua là chú ý đến cái chỗ này. Còn người tu thiền tâm không xài cái này, là tôi có biết được gì là không, tôi đi ra tôi thanh thản không, tôi có vui vẻ ly không, hay là tôi dằn vặt rồi đi tôi không đi, còn cháu bám kéo lại tôi không cho đi. À, mình phải hiểu cái nguyên tắc này, mình muốn định lúc nào cũng được nhưng phải hiểu rồi hỏi tiếp. Giờ có ai hỏi thì hả? Tiếp là chưa làm ai là được. Dạ, lúc trước thầy có nói là khi quyền ký công bố ra thì không cần kiến pháp để có thể còn giới nữa. Vậy thì trước kia sau 36 vị tổ thiền tông khi mà nhận cái quyền ký thì bất cứ vị nào trình ra cũng phải nói lên là mình thấy được còn giới. Cái gì đó nó có ý nghĩa gì trong lúc mà mình nhận ra quyền ký thưa thầy? Thank you.
cái con đại chiến ông lục tổ Huệ Năng rồi ha, nên nhớ rồi ông thất thần phát ấy, ta không ba mấy ông kia không thấy mà mấy ông kia chỉ hiểu được rồi nhận nhiệm vụ truyền đi thôi, mà cái ông mà sau cùng mà ông có kiến, ông có kiến đánh ông nhìn thấy được một chữ là cao sau cùng, nên nhớ. Còn bây giờ hồi đó là nó thật tất cả những ông tổ thứ hai thứ ba tư là người ta chồng nhau nối nhau để ta truyền đi, một ba mươi mấy ông này chỉ sự thật có hai ba ông thôi, đúng không? Cũng mà cái lăn lộn đi theo cái dòng tiền con này, nên nhớ vậy nha. Còn bây giờ đã công bố quán trắng ra rồi, hồi xưa đó chưa có một ông tổ nào nói là cái phật tánh là vậy, cái tánh người là sao, quy luật rồi mà mấy ông thầy cũng nói, mà chỉ hiểu làm bài kinh thơ nói là cái thiền tâm nó là vậy đó, nó không dính vật lý đơn giản thôi. Cho bây giờ nó xin lỗi một vị mà truyền cái bậc thiền tâm, nếu mà có cái đỉnh cao có thể là khả năng cao hơn cái tổ, nhưng mà cái nhiệm vụ mình không có đứng ra nói gì đó được, thành ra mình chỉ là con người trở về một giới thôi. Cái ông tổ là sao cùng để mà đưa cái dòng tiền này đi, nhiệm vụ ông gì thế thôi, chứ đâu phải chưa có ông nào ấy mai mốt cái ông Trần Nhân Tâm đưa ra ông người ta đăng lý ông hỏi ông không được, cái này phải nhiệm vụ ông. Mình nên nhớ đó, phải hiểu cái nguyên tắc ông tổ là chi. Tôi nói là ông tổ là người đưa thơ 36 chặng đường đưa thơ để cho đến Tấn Kỳ và Đông Nữ này mới nhận được, rồi mới nói ra ba sạch mà ba này cũng chưa được, không có bố được nữa mà phải đưa người khác. Bởi vì lúc bà công bố là cái quốc gia nó lộn xộn, nó còn chia đâu làm sao mà công bố được. Mà bây giờ tôi nói khi mà vô Trần Nhân Tông nói là tuy là cái quyền kiếu Đức Phật công bố tại đất rộng, nhưng mà người Thăng Long công bố đây là cả cái đề đó, người Thăng Long công bố và về sau đạt quý mật thiền tông, người Thăng Long đạt nhiều nhất. Tôi nói là một cái đạo tràng người Thăng Long chỉ ba cái đạo tràng là trên 3.000 người, mình ở đây miền Nam có ai xin lỗi một chung tâm 20-30 người là hết, một cái đầu là mấy trăm người nó quay là một đây chú làm chủ dân có nhiều bà đầu là 450 người nó quay qua cái ảo thì từ địa độ quay qua cái ảo thì hết luôn, mà đơn giản đâu mình nói đúng. Thành ra bây giờ đúng là cái tuy là phổ biến ở đây nhưng mà nó trở về miền Bắc á, trở về Thăng Long, tại vì cái gốc của nó phải. Bởi vì tại sao? Vì cái quyền ký nó đi vào cái thành Thăng Long trước, nghĩa là từ Thăng Long mới đi phổ biến ra, rồi sau cùng mới trở về Thăng Long. Khi trở về Thăng Long là xong rồi, tập quyền ký không còn nữa, rồi nó chấm dứt một cái dòng tiền. Dạ, còn có một cái thắc mắc là huynh đệ tu thiền tông ở trong chùa Tân Diệu có khi là huynh đệ còn tiếp xúc với nhau thì có một số người thì ngồi nói chuyện như thế bình thường, nhưng có một số huynh đệ là mình tiên mình ngồi mình trao đổi với nhau thì giống như có một cái luồng điện rất là lạ do mình cảm nhận trong thân thể của con, vậy đó là do cái hiện tượng gì? Đó là dự hai người nó cảm thông, nó có luồng điện cảm thông đó. Nó được nghe với nhau thì bởi vì trong cái đường kinh của Đức Phật đó, cái chuyện này đó, bởi vì khi mà hai người nó có một tần số, hai cái đó cảm thông không thể nghĩ bàn được, Đức Phật cũng từng nói cái câu này. Ví dụ cháu hiểu gì thì con người kia hiểu thôi, nhưng hai cái tần số nó ngang nhau tự nhiên nó có sự giao hòa, còn nhiều người nó quá tần số thôi. Giống như con đi ra đường á, con thấy tại sao cái gặp cái người kia con lại ghét, người gặp kia thì con lại thương,
nó có cái tần số, do hai cái tần số nó cảm thông nhau, thì cái này chuyện bình thường nó không sao. Đi nghiên cứu sâu vào thì ta thấy rất bình thường, ta đừng có quan tâm. Bây giờ quan tâm mở đường về phật giới, nó mở được nó có đi không? Nó lại còn lấy tôi đỡ được, đã đi vui quá, đã thêm vài trăm năm nữa. Là xin mời bà Tế Lị. Xin mời ngồi ghế. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi là thế giới âm dương này á được cấu tạo bởi đất nước gió và điện tánh á, vậy thì con hỏi thầy câu là nó là như, nước là như, gió là như, lửa là như, tất nhiên nó có cái đất này gọi là ngũ đại, mà nó xem cho hai thứ đó là thất đại, thất đại ngũ đại là đất nước gió lửa là như, đều như nó là như như nó vậy. Giống như cái bây giờ có cái trái cây nó mọc lên, nó ăn nó từ đâu? Từ cái đất nó lên ăn rồi sao bỏ xuống đất trở về đất, con người ta cũng vậy, chết trở về đất, đứng nước gió lửa trở về đất, điện từ chưa trở về điện từ. Tánh Phật và tánh người nó phải trở về tánh thứ Phật thì nó có thực thể, tánh người không có thực thể, mà tánh người là do cái hệ tượng của điện từ âm dương nó cuốn, nó quay ra 16 cái thứ ảo giác, thế nào thì nó là nói chung một con người gọi là thất đại. Mà nếu mà nói về thâu thì con người là ngũ thất ở tứ đại đất nước cho nữa, còn nó mà đúng chút xíu đã là ngũ đại, là cộng thêm rồi điện. Còn nếu mà nó là thất đại thì nó tính ra cái tánh người và tánh Phật, thấy không? Nó nói tự nhiên như vậy. Còn nó hỏi ấy thì để bữa nào gặp ổng hỏi rồi nó thế đi. Bên ngồi ghế. Xin hỏi địa bàn hành động như sao? Trong cái kinh Kim Cang có cái đoạn là ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật là làm sao để hành được nhẫn tâm, rồi làm sao để an được nhẫn tâm. Nhưng con thiết nghĩ thì trong hai câu này là trong biếu chỉ hoặc là bí mật của Thiền Tông, nhưng mà không biết nó là biếu chỉ hay bí mật. Xin địa bàn giải rõ cho hai câu này. Hai cái này với lại trong Thiền Tông hầu như là nó giống như là yếu chỉ vậy, giống như là bí mật. Anh cứ cầm. À, cái này đó nên nhớ rằng ông Tu Bồ Đề là ai không biết không? Là A-la-hán chứ không phải ông Tu Bồ Đề, ông đâu có ông đầu tu giải thoát đâu. Thành ra Đức Phật bảo là bất ưng trụ sắc thanh tâm, phải không? Bất ưng trụ thanh hương vị xích pháp thanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Có nghĩa là Đức Phật các con đừng trụ bất cứ gì nó sẽ sanh cái tâm đặc biệt này. Thầu trưng không có nói nữa. Thanh đặc biệt là gì? Tất cả những người tu đạo Phật mà không sanh cái này là gì? Anh đã lạc vào trong cái định mà ép á thì là sao thành A-la-hán. Thành ra mà trong kinh đó ông Tu này là một vị chứng quả A-la-hán mới hỏi Đức Phật cái này. Nhưng mà thời Đức Phật dạy đó là đâu có dạy giải thoát đâu, giải thoát quan còn Đức Phật không dạy, mà chỉ dạy câu nhất là A-la-hán thôi. Vì vậy đó mà bây giờ này nó thật, khi mà ông Xá Lợi Phất ông nhận là có công đức nhiều, ông ra để ta chỉ ông đường đi về Phật giới, từ nay ông về được.
mấy người kia đâu có biết đâu, chứ không biết. Tôi hỏi ông chứ sao ông chỉ cho con biết, sao ông đâu có công đức đâu. Ông này có công đức này tôi mới chỉ riêng, còn tôi kiếm công đức đi, người ta sẽ chỉ cho. Tôi nhớ một điều, tất cả các kinh đại thừa đó hoàn toàn là về bát nhã thôi, giờ phân tích thôi chứ không có nói cái chuyện giải thoát. Mà giải thoát Đức Phật không có nói được. Kể cả năm anh em thì gần như là bốn người bạn tu là chỉ Phật tánh thôi, không chỉ đường giải thoát. Ông muốn giải thoát đi theo cái dòng thiền tâm này nè, tâm đó lần nữa nói cho nghe, thì trong cái đám nó đi theo cái dòng này mình nhớ. Đừng có tưởng một tu này ông giỏi, ông giỏi là thầy ông ngộ được A La Hán. Thành ra bây giờ ta trong kinh nó là ông tu của này là chỉ A La Hán hỏi Đức Phật, nên nhớ thì không hiểu là hiểu gì là mà hỏi thế gì. Đó tiếp theo là người tu theo thiền tâm này trước tiên là phải hiểu được yếu chỉ của thiền tâm. Vậy là yếu chỉ của thiền tâm là cũng giống như dựa theo những sách mà nói là bên bánh người là gồm có là tài sắc danh thực thì và thọ tưởng hành đất và 48.000 một món hậu giác, đó là bánh người. Nếu như mình hành được cái bánh người đó thì đồng nghĩa với lợi là hàng cùng tổng tâm. Còn nếu như mình đóng sánh cái sống cái tánh Phật đó mà không thường hành nữa kia thì tức là mình an trụ vào chân tâm. Vậy thì khi mà giải được cái tông này là cái người đó là đạt yếu chỉ tiền tông hay là đạt được bí mật tiền tông rồi? Chứ là yếu chỉ tiền tông gọi là hiểu căn bản của pháp môn thiền tâm. Căn bản là sao? Không dụng công, đúng rồi. Anh nói là không dụng công là các yếu chỉ cho thôi. Còn bí mật thiền tâm thì có giữ cái lễ nhận biết. Anh phải có cái bài kệ nói làm sao tôi hiểu cái này, rồi có cái bài kiến giải nữa. Tất cả những người lưu truyền tiền bữa nay có cái bài kiến giải. Nhưng mà bây giờ bị tính đông người quá thì không có đọc bài kiến giải. Chứ ngày xưa một hai người là phải bắt đầu bắt buộc rồi đọc hết cái bài kiến giải này. Nha. Nhưng mà cái bài kiến giải đó thì đánh giá bằng bao nhiêu phần trăm á, có người là bây giờ nếu bài kiến giải là 60% bài đạt rồi, có người 70%, 80%, 90%, 100% gì đó, thì đánh giá cái bài kiến giải. Còn yếu chỉ thiền tâm anh chỉ hiểu được căn bản thiền tâm thôi, mới gọi là yếu chỉ thiền tâm. Bí mật thiền tâm là giải mã được trên 60% thì được gọi là bí mật thiền tâm. Trong bí mật thiền tâm có chỉ cái khoảng đi đường đi về Phật giới, còn đi được hay là không là do mình. Ta chỉ đường, biểu anh tạo công đức anh tạo làm sao vậy, anh ham để như vậy không, ông thành không dây anh rồi làm sao mình đi ra được, nên nhớ hiểu vậy. Vậy nếu nói về bí mật thiền tâm á là chỉ là căn bản thôi, nhưng mà họ hỏi căn bản đó là phải người đó phải là biết và biết về Phật tánh được. Theo như mình nghĩ vậy. Còn nếu như hiểu rất yếu chỉ thiền tâm thì mãi mãi họ không có đi sâu vào thiền tâm, như là đi sâu cao hơn. Đúng vậy không? Phải thưa thầy. Nói đúng là yếu chỉ thiền tâm, nhưng giờ anh được các bạn tiểu học chưa có ra là thiền được đâu. Hiểu không? Có nghĩa bằng cái học là căn bản đã học biết viết, biết đọc biết viết gọi là tiểu học. Còn yếu chỉ thiền tâm hiểu được căn bản về cái pháp này gọi là yếu chỉ thiền tâm, căn bản thiền tâm. Chứ yếu chỉ nó thuộc về căn bản. Rồi anh tiếp mà nói vậy là cái người đó là hầu như là cũng có thành phần là chưa biết gì về Phật tánh. Vậy nếu như người mà biết rõ về Phật tánh thì cái người đó gọi là cách đầu họ là quý Phật chưa hay là cũng mới đại chứ gì? Có vợ nó cao hơn yếu chỉ. Anh hiểu được Phật tánh mà đúng, trả lời đúng cái quy tắc của người ta được ba phần đó, thì mới được truyền thiền cho. Truyền thiền là cái câu quan trọng nhất. Truyền thiền là cái gì? Là truyền chỉ con đường anh trở về Phật giới đó. Là con đường đó là con đường quan trọng nhất đó. Nha, con đường truyền thiền là đường chỉ đường về Phật giới. Nhưng mà về Phật giới á,
tại sao 100 người được truyền thiền mà có 5 người đi tới còn bao nhiêu luôn? Nó quan trọng là cái công đức vân vân. Anh biết rồi đem về anh bỏ tủ anh cắt thì được hay không? Giống như tốt nghiệp kỹ sư lên, anh về anh phải bỏ cái tủ, anh học kêu đi làm. Rồi sao? Thì thật ra có thành quả được cái gì? Ha? Thành phải hiểu căn bản vậy. Tại vì nếu mà có đây có hai lần mà nghe mấy anh bạn đạo ở xung quanh bàn nhau nói chuyện nhau thì con thấy là có hai cái người, một cái người cũng nhận yếu chỉ tiền tâm nhưng không biết được là một tập, và một người nhận được yếu chỉ tiền tâm cũng biết được là một tập. Như vậy thì cái người đó, người đó sống với một tập đó là sống tại chùa tiền tâm này, hay là ra ngoài chùa là không sống một tập nữa thì lúc đó có gọi là họ sống với một tập không? Giờ nó đúng ra đó là yếu chỉ thiện tâm, có người họ là phát triển thêm, có giờ họ đứng lại ha. Giống như em mới thi anh đổ cái bằng tiểu học, anh không cần học nữa nhưng mà chịu học hỏi tiếp thì cái trí huệ mở mang tiếp, còn học tới đó đứng ở chịu học hỏi thì thông tự nó tuột lại, thì cái này gọi là trong cái thiền tâm để căn bản này để cho người ta hiểu rằng con người tu thiền tâm nó có từng cấp bậc như vậy, để cho nói cho chuyện người ở thế gian thôi, chứ sự thật trong đạo những cái bậc này không có giá trị gì đâu. Anh muốn về giá trị được, anh biết tạo công đức và anh nghe người ta nói gì thu thập được hết, anh được về còn kéo được. Còn nếu mà anh đã truyền thì mà không có chút xíu công đức thì kể như là tiền cho nó vui thôi, nên nhớ rồi đó. Mà cái nói này thì mấy cái người mà đưa sự tiền đó buồn, chứ cái đó là sự thật. Giống như bây giờ tốt nghiệp kỹ sư, anh không làm thì không, anh phải làm có tiền nhiều anh mới xây nhà xây cửa được. Chứ bây giờ trong tôi bằng kỹ sư người ta, tại sao kỹ sư thì nó không có nhà to á, tôi kỹ sư mà không có nhà, anh ngủ nhà không là sao có ha. Thì cái này được tiếp, bởi vì trong cái bổ truyền thiền nó nói là 100 người chỉ có 5 người đi tới thôi, còn có nhiều đi lui, hoàn cảnh này hoàn kia người ta đi lui lại, hiểu chưa? Rồi hỏi tiếp đi. Trong cái bước qua là có nhiều phẩm là ví dụ như đó, nhưng khi con đọc con thấy ví dụ như đó rốt cuộc là khi mình là nhập chi kiến, chỉ nhập chi kiến đó chứ là cái chi kiến của thiền tâm này dường như là nó một cái này. Giống nhau, nhập tri kiến nhập là giàu được. Tri là cái gì? Biết. Kiến là thấy. Anh thấy được cái tánh thấy Phật của mình đó, mới nhập, mới gọi là nhập. Chứ không phải mình tôi đã nhập tri kiến rồi. Rồi đứng lên diễn tả thì sao luôn. Nên nhớ rằng cái tất cả đây là cái Phật đó là con người mình ai cũng mù mắt. Hỏi anh có thấy cái cảnh mà có thấy anh tả tôi nghe coi, cái người mù tả đúng mà cái người mà mở một mắt vừa chớp con mắt ra nhắm lại tả rất đúng. Tri kiến là tri nhập tri kiến là tri kiến, có nghĩa là mình phải mở được con mắt để nhìn thấy cái cảnh rồi mình nhắm mắt là mình nhận tả được, gọi là nhập tri kiến là chỗ đó đó, chứ không phải là nó cái miệng được. Rồi bạn có thể con cái giữ nghe cái pháp này mà đi thì đi đúng cái thiền tâm của thầy, giữ cái di kiến của mình cứ như vậy mà đâu là để tu cái pháp của thiền tâm như vậy. Nếu mà giữ di kiến cũng chưa chắc được thì thiền tâm nó có cái công thức của nó, chứ cái di kiến chỉ là biết, tôi thấy tôi biết vậy thôi. Nhưng mà giống như em mở con mắt em biết con đường đi, nhưng mà phải có cái bản đồ mới đi được, ra tới cả năm cả bảy làm sao đây, nó không có dễ được mà, nó không có dễ bạn rồi biết đường đường nào đây nha. Có nghĩa là nhập chi kiến, nhập rồi mở con mắt đi được rồi, nhưng mà không hiểu công thức rồi đi không được. Có nghĩa là mình cái công thức này là nó chỉ là nếu mình trường hợp mà mình mở con mắt mà tới cả năm cả bảy mình đã học rồi, mình biết rằng là con đường đi đâu, đi tây đi nam đi bắc, biết mình muốn đi đâu mình biết, là phải hiểu cái công thức của nó.
chứ không phải mình mà nhập đi kiếm được. Đó là nhập đi kiếm là cái căn bản để đi không sai. Có này lại ông kia không có, tôi không có lại, không có, tôi biết sự nha. Còn mà nếu mà muốn đi được á, cho phải hiểu công thức của nó, thì công thức là đã truyền truyền theo cái dòng thiền tông đã là cái lần dặn dò đó. Nếu mà ở ngoài không cần truyền, nhưng cái lần dặn dò này cố gắng nhận được đi, đi vẫn đi được. Bây giờ ai nói là không cần tu thiền tông, mà tôi nghe thiền tông hay quá, tôi đem sách về cho tôi mở cái chỗ nhà cho một sách là cái gì đó ha, cái bảo tàng nhỏ nhỏ đó ha. Một người vô hiểu là có công đức rồi, 100 người là có dư sức rồi, mà nhìn vô nên để nghe người ta giữ cái lời dặn dò rồi, mai mốt á tôi mở mắt ra tôi mới thấy cái cảnh như vậy, tôi biết giờ cảnh đó là sao, tôi biết mình hiểu mà đã học rồi thì tôi biết mình hiểu thì mới về Phật giáo được. Còn nếu mà không có công đức thì hoàn toàn cái cảnh đẹp hiện được, nó hiện cảnh khác rồi. Có phúc đức thì hiện theo kiểu phúc đức, ác đức hiện theo ác đức, âm đức là hiện theo âm đức. Nó rất nhiều chuyện, nó 12 con đường luân hồi và một con đường giải thoát thôi, phải tìm được con đường số 13 mới giải thoát được, chứ không phải đường 12 không biết con đường ai, còn đường 13 không biết là thua rồi. Hỏi tiếp đi. Vậy là cái người đó mà thường hành đi hành tiếng và hành nghe vậy đó, là ngay lúc đó là họ đã giải thoát chưa hay là phải chờ đến mãi sau mình mới giải thoát? Bởi vì giống như căn bản là ở đời là họ đã không có chạm vào điện từ biết bao nhiêu rồi thì họ mới có hành đi hành tiếng. Bây giờ em ăn cái tấu cả ngồi hành tri nha, hành tri hành thấy A-la-hán luôn, hỏi về Phật giới. Bởi vì tại sao là trong kinh đã Đức Phật nói là mình phải có cái tánh Phật của mình, đó là hành tri, đó là vậy thôi. Nhưng mà đừng có sống với nó, cái chuyện hành tri là cái chuyện tự nhiên. Còn muốn về Phật giới thì biết con đường, chứ ngồi đó hành tri thành A-la-hán nha, ngồi đó hành tri hoài thì thành A-la-hán. Chứ còn nếu mà hành tri mà tạo phước đó giảng sanh liền, hành tri tạo phước đức âm làm thần, nó tuy là nó tuy là con người nhưng mà nó vẫn còn trong quy luật luôn, phải tìm cách thoát ra khỏi luân hồi mới được. Nghe chứ đừng có tưởng tu cho là Phật cái hành tri hoài, anh hành tri hoài anh thành nó nằm một nó chịu đi được. Quyết định đi về nhà xưa là phải công đức, quyết định cái này. Còn cái kia là cái phụ, còn cái ham muốn của mình là tùy theo ai cũng vậy, muốn ham muốn thì mới về được. Còn không muốn, cứ thấy bóng này hay bóng kia hay nhạo thì là đi luân hồi. Đó, hiểu chưa? Được không hỏi tiền, thắc mắc cho hỏi này. Nếu đây mà chưa học Phật pháp đó, thì nói cho theo cái người đời đó thì vọng tưởng rất là nhiều. Mà vọng tưởng đó là gồm có tám người là gồm có những thứ mà mình thì tao hỏi như thế đó. Mà khi mà biết được là Phật tánh của mình rồi á, thì cái suy nghĩ đó cũng nổi lên nữa. Mà lấy lúc bây giờ ta đã nói là dường như là pháp không rồi, thì chưa hỏi cái suy nghĩ đó, nó là vọng tưởng hay là không vọng tưởng? Biết thì con vọng tưởng nổi lên, dẫn theo vọng tưởng, mang cái xác thân này phải bằng cái thân cái đại đó phải phát ra vọng tưởng. Nhưng mà ngày xưa cái vọng tưởng nó mình đi theo, bây giờ vọng tưởng không theo, khi cần lắm mới theo nha. Mà đi theo là mình biết mình đi sống trong vật lý thì không có lỗi gì, còn mình đi theo mà mình chấp cho cái theo mình là đúng thì cái đó là gọi là mê tín, thì nó không đúng với thiền tông. Bây giờ giống mình vọng tưởng, con người ai cũng vọng tưởng, làm sao mà không vọng tưởng được? Vì thế mà có nhiều thầy ngồi tu dẹp vọng tưởng thì mấy ông ta điên á, bởi vì dẹp hết rồi mình.
cái vọng tưởng con người rồi nó dẹp, dẹp cái gì? Cái con người nó phải dẹp con người mình là phải có vọng tưởng mới sống được. Em có vọng tưởng em phải đi làm chứ không thể ngồi ngồi làm thinh hoài. Bởi vì đói là đói có ăn không? Cũng phải ăn, ăn làm sao phải đi làm mới ăn chứ không lẽ ai nuôi mình hoài. Có nghĩa là khi chưa biết thì tâm vọng tưởng đi theo vọng tưởng, khi biết thì tâm cũng làm theo vọng tưởng mà cũng theo, nhưng mà theo trong cái quy luật của nó, không có lệ thuộc vào nó. Ai nói đúng hay sai mình biết, hồi đó chưa biết thì tâm nghe ông nào nói mình cũng cho đúng hết. Bây giờ biết không cần đúng sai nữa, đó là gọi là tánh người. Rồi hỏi tánh cho ông những cái công thức của thầy tâm được không? Bây giờ vô chút xíu vô mà phải tỏ tỏ hoặc tôi nhân dân là trong thiền tâm thất á, hỏi ai cũng được, xin máy xin gì cũng mở ha. Trong đó ở trong đó có cô qua nữa ha, cô ba bốn người vô thiền tâm thất hỏi. Tiếp câu hỏi không?
buổi chiều cho nên chấm dứt. Thì nếu như quý vị muốn đặt câu hỏi tiếp thì cứ gửi về email của chùa, hoặc là tuần sau gặp lại sẽ đặt câu hỏi tiếp. Sao tâm thân thầy biết là có tổ nói về rồi đang nói là công đức nhiều không muốn về cũng phải về. Sách nào nói rồi đó, có nghĩa là bây giờ có công đức nhiều thì vị thần quản lý nghiệp mình á không quản lý được, nó bắt buộc anh phải đi ra, nhưng bạn không đi ra không nên trả lời, nó bắt buộc vậy. Cũng giống như bây giờ này, có mình ở đây mình nói có cái điều kiện mà đã xuất ngoại rồi, người ta đã cho visa xuất cảnh rồi đó, rồi bà nó đuổi không đi, ta nó vòng vòng chứ là thì không đi ha. Dầu có công đức nhưng mà không muốn về vẫn ở được ở đây, nhưng mà thần Kim Cang, thần quản lý nghiệp mình không quản lý mình nữa, bắt buộc không thể quản lý nữa. Đó là cái nguyên tắc đó. Bởi còn không công đức mà không công đức muốn về về không được, có công đức nhiều không muốn về cũng được, cái đó là do cái lòng ham muốn của mình, cái đó là căn bản. Dạ thầy, thầy nói là nếu mà mình có công đức á mà mình không muốn về thì khi mà mình mất á thì mình sẽ vào cõi nào thầy? Ở dòng tộc không đi đâu đâu. Tất cả những người mà muốn ít bệnh á, ngày nào cũng vậy, hít thở thêm nhiều bằng thở ra, căng hai bàn tay cho mạnh rồi ha, cho cái hơi thở để nó tống tất cả những cái khí độc của trong phổi á. Mấy người mà làm vậy ít có bệnh lắm. Hít cho thở cho mạnh, tay chân căng ra hết. Một ngày làm, mỗi lần làm chừng 5 cái thôi mà làm ngày 3 lần thì khó thoát được bệnh. Thứ nhất, thứ hai nữa là tắm á, phải tắm bằng nước nóng, chỉ vừa tắm xong đừng cho nó lạnh vô, nó thoát rồi. Thứ nhất lớn tuổi á, trên 40 tuổi, 50 tuổi này, tập cái này thì nó không có bệnh. Nên nhớ một điều, phải tập cái hít thở cũng là để cho nó cái trong cái khí độc nó trong phổi này là con người ta bệnh là do cái phổi nó nhét lại. Mình không có bệnh thì mình cứ hít thở là vậy. Đức Phật đó là ngày xưa học thiền rồi là cái này nè, ông gọi là điều thân và điều hơi thở chứ không phải là gì, không phải ngồi thiền thành Phật đâu. Mà mấy ông thầy tiểu thừa tưởng là ông ngồi thiền để thành Phật, chứ sự thật ông ngồi để ông điều thân cho sức khỏe ông tốt vậy thôi. Nó mình phải hiểu, người ta tưởng ông ngồi thiền thành Phật không phải, ông thành Phật ở trên cõi trời đâu xuống á, chứ không phải là đây. Mà sở dĩ ông ngồi để đi để cho cái sức khỏe, chứ hồi xưa ông đi lang thang ngoài đường không mà 80 tuổi vẫn đi lang thang ngoài đường thì làm sao, thì bệnh ổng phải điều thân điều hơi thở thì ổng mới bệnh được. Còn quý vị nào đặt câu hỏi thêm? Thầy trong phần này khi con nhìn thấy gì đó thì con biết là con có tâm thái như vậy, con có sự gì đó như vậy là con có còn là tự nhiên thanh tịnh không ạ? Mình thấy mình biết gọi là hàm tri thôi. Mình thấy mình biết cái đó là cái nguyên tắc mình hiểu được, mà mình hiểu được cái đó thì có thể được xếp vào gọi là kiến tánh, nên không gọi là kiến tánh bên ngoài thôi.
À, còn nếu mà muốn giác ngộ giải thoát nó đi con đường khác, giác ngộ là mình phải hiểu biết tận 10 quyển sách ta đã nói ra đến đầu. Thứ nhất là vị khí của Đức Phật truyền ra dòng người tâm không nên đọc lại là tôi kỳ. Rồi không hiểu cái gì thì hỏi tâm ơn trị, ta nói cho. À, vì cái truyền tâm này nó đơn giản không có nhiều điều. Bỏ cái tưởng này, tu truyền tâm bỏ cái tưởng, đừng có tưởng. Bằng thực tế, mãi là mãi, quý là quý. Tu truyền tâm bắt buộc bạn phải bằng trung thực. Nếu đừng có tưởng nào. Thứ nhất là đừng nghe bất cứ thầy nào nói, kể truyền tâm không tin được. Đúng một cái tình, không đúng một tình. Vậy mới gọi là con người tự tại được. Còn mấy ông nghe cái gì cũng dính mắt vô thì tao thua. Nha. Giờ con có hỏi gì thêm hả? Cho con là võ bậc công đức á, là đặt ở ngoài ở trong võ bậc công thật. Trong mình có hai cái thánh. Một là thánh Phật đó, thì công đức nó lưu vào trong võ bậc thánh Phật. Phước đức nó lưu vào trong võ bậc thánh người. Vì thế mà mình tạo mấy cái người mà từ xưa giờ mình dốt á, nhưng mà mình tạo được công đức tự nhiên của người nó sáng, không học mà để dạy sáng. Tại vì cái công đức nó làm cho cái lực dương, cho cái tánh Phật mình nó không còn tối thấy tối nữa, thì nó sáng, thì tánh Phật nó mới hiểu được. Bởi vì tại sao lúc lục tổ người ta không biết chữ mà lại ổng nghe ổng hiểu? Đó là nhờ trước ổng có công đức nhiều, ta chưa nghe nó sáng thì ổng biết vậy. Còn mấy người kia phước đức càng nhiều, nghe càng thấp. Phước đức càng nhiều, đi ra nói chuyện càng nhiều, càng thấp. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc nó như vậy. Mình còn hỏi tin. Tiếng hỏi cái hình thành của ngôi nhà có thân thanh tịnh là có phải là từ vô công đức không ạ? Công đức á, từ cõi Nam Diêm Bồ Đề đi vô thì địa từ quan nó chiếu vào thì nó định hình ra một cái ngôi nhà pháp thân thanh tịnh trước. Từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh nó mới sản sinh ra một kim thân Phật. Thì cái kim thân Phật vừa ra thì cái tánh Phật nó ẩn trong cái kim thân này thì mới trở thành là một vị Phật được, hiểu chưa? Đã muốn hỏi gì thì các bạn. Cầm micro. Tứ đại luôn nó lớn dần dần.
Rồi còn gì để hỏi? Kêu bằng dạy hay quá rồi tôn ta là ông có phận chứ ta có phận đâu mà hỏi ông